Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 146. Lần này, ngoại trừ Mai Thị Dĩnh của tộc thần Phượng chủ động hỗ trợ Dương Bách Xuyên ra, ba gia tộc còn lại kỳ thật đều do Ong Tiên triệu tập. Bản thân Ong Tiên cũng là một yêu tiên, chính là sự tồn tại mà những người này muốn nịnh bợ trong tiểu yêu giới, lại tăng thêm sau khi ra khỏi tiên phủ cửu vĩ, thực lực của nàng ta đã tăng lên rất nhiều, ba đại gia tộc càng phải nể tình. Mà Ong Tiên biết Dương Bách Xuyên sẽ động tộc Thiên Lang, về tình về lý nàng ta đều sẽ giúp đỡ Dương Bách Xuyên, sau khi biết Dương Bách Xuyên trực tiếp đến tộc Thiên Lang, Ong Tiên không nói hai lời liền lập tức triệu tập ba đại gia tộc chạy đến. Trên chiến trường, sau cái chết của Thiên Lang tộc trưởng và đại trưởng lão, không mất vài phút để Ong Tiên, tộc thần Phượng, cùng ba gia tộc khác cộng lại, rất nhanh liền giết chết tất cả các cao thủ của tộc Thiên Lang. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Ong Tiên dừng tay, sau đó nói vài lời với người của bốn đại gia tộc. Sau đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy người của gia tộc tứ đại thần thú xông vào cửa núi của tộc Thiên Lang. Dương Bách Xuyên biết bọn họ đây là đi diệt môn, cũng là đi phân chia lợi ích. Đối với loại chuyện này, Dương Bách Xuyên không hề ngạc nhiên. Hắn không can thiệp, cũng không phản đối, lần này là chuyện của gia tộc tứ đại thần thú ở tiểu yêu giới, dù sao hắn cũng biết sau ngày hôm nay, tộc Thiên Lang sẽ bị xóa tên ra khỏi tiểu yêu giới. Trong nháy mắt, Ong Tiên và Mai Thi Dĩnh đi về phía hắn. Dương Bách Xuyên lập tức nghênh đón nói, cửu nhi tỷ, đa tạ. Ong Tiên mỉm cười, thằng nhóc nhà đệ muốn gây chuyện với tộc Thiên Lang, vậy mà cũng không nói với tỷ tỷ một tiếng, may mắn là tỷ tỷ đoán được đệ muốn làm gì, nếu không hôm nay đệ sẽ phải ăn thiệt thòi, ha ha ha. Ong Tiên mỉm cười nói tiếp, nếu đệ muốn nói lời cảm ơn thì quá khách khí, tỷ đã hứa với đệ sẽ xử lý tộc Thiên Lang, tất nhiên sẽ giữ lời. Bây giờ thì tốt rồi, để có thể yên tâm rời đi, đi đến đảo Tán Tiên, đúng rồi, nếu ta đoán không sai, Lục Nhĩ Mi hầu hẳn là ở ngay trên đảo Tán Tiên, nếu có chuyện gì thì cứ đi tìm con khỉ kia, nó sẽ giúp đệ. Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, tỷ cũng chuẩn bị trở về tiên giới, Xuyên đệ đệ hãy bảo trọng, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tiên giới. Ong Tiên từ sớm đã nói muốn trở về tiên giới, Dương Bách Xuyên biết điều này, bây giờ Ong Tiên nói ra. Dương Bách Xuyên rất cảm động, hắn nên hiểu rằng sở dĩ Ong Tiên lúc trước không rời đi rất có thể là chờ ngày này, chờ hắn giải quyết xong ân oán với tộc Thiên Lang, bây giờ việc của tộc Thiên Lang đã xong, Ong Tiên tất nhiên sẽ rời khỏi tiểu yêu giới để trở về tiên giới. Được, vậy bọn đệ sẽ không tiến cửu nhi tỷ nữa, chúc tỷ thuận lợi trở về tiên giới. Dương Bách Xuyên cũng không nói thêm gì nữa. Vậy được rồi, qua một đoạn thời gian nữa tỷ sẽ rời đi, tỷ sẽ không bồi đệ đi đảo Tán Tiên nữa. Hẳn là vậy rồi, tỷ tỷ không cần ngại. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Sau khi Ong Tiên nói xong, nàng ta trực tiếp bay đi, lời hứa với Dương Bách Xuyên xem như đã hoàn thành. Sau khi nhìn thấy Ong Tiên rời đi, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng có chút không tha, nhưng hắn biết Ong Tiên là yêu tiên, tu chân giới không thích hợp với nàng ta, tiên giới mới chính là sân khấu của nàng ta. Đồng thời, hắn cũng may mắn khi có thể kết giao bằng hữu với Ong Tiên. Giữa bọn họ đã từng có nhiều lần sóng vai trải qua sinh tử, bọn họ cũng có thể xem như là bạn bè sống chết có nhau. Hắn cũng rất mong được gặp lại Ong Tiên ở tiên giới. Dương đại ca, người muốn đi đảo Tán Tiên sao? Có cần ta mang theo tộc thần Phượng đi cùng không? Đúng lúc này, Mai Thị Dĩnh lên tiếng. Dương Bách Xuyên cười nói, ta không đến đảo Tán Tiên để đánh nhau, ta chỉ là đi làm chút chuyện cho trưởng bối trong sư môn, đừng lo lắng, ngươi đã trở thành tộc trưởng. Ngươi phải tu luyện thật tốt, dẫn dắt tộc thần Phượng thật tốt, như cửu nhi tỷ đã nói, ngươi tu luyện thật tốt, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại ở tiên giới. Điều mà ta hy vọng là người thân và bạn bè của chúng ta đến từ địa cầu, từ Sơn Hải giới, tất cả đều có thể phi thăng thành tiên, có lẽ. Ta sẽ đi trước các ngươi một bước, nhưng ta sẽ chờ các ngươi ở tiên giới, Dĩnh Nhi không nên làm ta và Mai tỷ thất vọng. Sẽ không đâu, ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện. Sau này Dương đại ca cùng tỷ tỷ đi tiên giới, thì Dĩnh nhất định sẽ đi. Được rồi, cứ quyết định vậy đi, ngay sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta cũng chuẩn bị rồi rời đi, vẫn là câu nói kia, nếu ngươi có chuyện gì thì có thể đến Vân Môn. Dương Bách Xuyên cùng Mai tỷ, Tiểu Phượng Hoàng, cộng thêm Thiên Hồ và Trồn Nhỏ rời khỏi tiểu yêu giới, hắn cũng không ở lại tham gia vào việc tiêu diệt toàn bộ tộc Thiên Lang. Bởi vì hắn biết rằng bốn gia tộc thuộc tứ đại thần thú của tiểu yêu giới sẽ không để lại bất kỳ hậu hoạn nào. So với hắn, kỳ thật hắn rất nhân từ, chuyện diệt môn kẻ thù ở tu chân giới cũng không có gì lạ,
đặc biệt là bốn thế lực như tứ đại gia tộc của tiểu yêu giới này, bọn họ càng hiểu được đạo lý không thể để lại cho mình bất kỳ địch nhân nào. Nơi mà đảo tán tiên tọa lạc, tất nhiên là không còn ở trong tiểu yêu giới, nhìn trên tinh bàn vẫn còn rất xa, nhưng chuyện này đối với Dương Bách Xuyên mà nói không tồn tại. Hắn đưa tiểu Phượng Hoàng cùng Mai Tỷ, Thiên Hồ và Trồn Nhỏ vào trong không gian bình càn khôn, trực tiếp lấy ra truyền tống lệnh của đảo tán tiên do Hoàng Triều Hiên Viên và tán tiên của Trường Sinh Điện để lại hồi đó. Sau khi thúc giục, một cánh cổng xuất hiện, hắn tung người bay vào trong, liền thẳng tiến đến đảo tán tiên. Đảo tán tiên không xa lạ gì với Dương Bách Xuyên, mặc dù hắn chưa từng đi qua. Bởi vì có sự tồn tại của lão đầu tử, còn có một đạo trường do lão đầu tử để lại, đây có thể được coi là một nửa vùng đất riêng biệt. Mặc dù hắn đã nói với Mai Thị Dĩnh rằng hắn không đến đảo tán tiên để đánh nhau, chỉ là đi làm chút chuyện cho trưởng bối trong sư môn, nhưng hắn không nói gì về những ân oán với đảo tán tiên. Nghe có vẻ không nguy hiểm, nhưng nó thực sự rất nguy hiểm. Trận chiến vân môn năm đó, hắn đã giết chết vài vị tán tiên của đảo tán tiên, hơn nữa còn là tán tiên của mấy đại thánh địa. Bây giờ muốn nói trên đảo tán tiên không có nguy hiểm, chính hắn cũng không tin. Tuy nhiên, đi cũng không có việc gì, hắn đã chuẩn bị tâm lý, lại vẫn có Lục Nhĩ Mi Hầu ở đây, vào thời khắc mấu chốt hắn còn có thể tìm Lục Nhĩ Mi Hầu trợ giúp hai lần. Trong âm thầm còn có lão đầu tử dẫn đường, hắn cũng là có chuẩn bị để đến đảo tán tiên. Tương tự như đẳng cấp cao thủ trong tiểu yêu giới, dựa theo giảng thuật của Hoàng Triều Hiên Viên và hai vị tán tiên của Trường Sinh Điện, cao thủ của đảo tán tiên cũng là cấp bậc lục chuyển. Đối với thực lực của Dương Mỗ hiện tại mà nói, đánh bại tán tiên lục chuyển cũng không phải là chuyện hoang đường. Trước khi chưa đến đảo tán tiên trong tưởng tượng của Dương Bách Xuyên là một thế giới giống với tiểu yêu giới. Nhưng sau khi đến đảo tán tiên, hắn mới phát hiện nơi này hoàn toàn khác với tưởng tượng. Theo lời kể của sư phụ, đảo tán tiên là một hạt cát rơi xuống từ tiên giới. Sau khi đến đảo tán tiên, nhìn thấy một ngọn núi rất lớn lơ lửng trong không trung. Lớn đến mức Dương Bách Xuyên không thể dự đoán được nó lớn đến mức nào. So với một ngọn núi lớn, Dương Bách Xuyên cảm giác nó giống một đại lục lơ lửng hơn. Nơi hắn xuất hiện cũng càng huyền diệu, lơ lửng giữa không trung, không sử dụng bất cứ pháp lực gì nhưng lại không ngã xuống. Cảm giác như đang đứng trên cầu pha lê, dưới chân là mây mù lơ lửng. Trên đỉnh đầu là biển sao trời mênh mông. Phía xa núi tiên ẩn trong mây mù, lơ lửng trong biển sao. Đây là đảo tán tiên trong mắt Dương Bách Xuyên. Sau đó hắn vung tay lên, thả tiểu Phượng Hoàng, Thiên Hồ, Mai Tỷ, Trồn Nhỏ ra khỏi không gian hồ càn khôn. Nếu đến cũng để mấy người các nàng cảm nhận một góc khác thường của tu chân giới, nhìn xem đảo tán tiên trong truyền thuyết. Dù là đảo tán tiên hay tiểu yêu giới, thậm chí vô số tiểu thế giới dưới tu chân giới đều là tu giả giới, đều ở cùng một không gian, chẳng qua mỗi phương đều có phương thức tồn tại của riêng mình mà thôi. Thật ra đều gọi chung là tu chân giới. Hay còn có cách gọi khác là tam giới nhân giới. Trước kia sư phụ từng nói thế giới nơi mọi người đứng ở có tam giới. Ví dụ như nhân giới, bao hàm tu giả giới và vô số tiểu thế giới, bởi vô cùng tồn tại trong một không gian. Địa giới trong tam giới chính là tiên giới, bên trong cũng bao gồm rất nhiều thế giới, chẳng qua sư phụ không nói cụ thể. Nơi này chính là đảo tán tiên, Mai Tỷ tò mò hỏi. Ừ, là đảo tán tiên, Dương Bách Xuyên trả lời. Rất độc đáo, Mai Tỷ đánh giá. Chi chi chi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trồn Nhỏ kêu to, Dương Bách Xuyên lại nghe hiểu Trồn Nhỏ đang nói nơi này có đồ ăn ngon hay không, có bảo bối hay không, nhanh đi xem. Tiểu tham ăn, tiểu tham tiền, Dương Bách Xuyên cười nói. Tiểu Phượng Hoàng vẫn rất bình tĩnh, có vẻ đảo tán tiên cũng không làm cho nàng cảm thấy hứng thú. Dương Bách Xuyên biết Tiểu Phượng Hoàng là thần cầm Phượng Hoàng, huyết mạch phản tổ càng tăng, nàng sẽ có được truyền thừa đến từ sâu trong linh hồn của tộc Phượng Hoàng, thần cầm Phượng Hoàng cổ xưa thần bí cường đại nên tiêu chuẩn rất cao. Còn Thiên Hồ, nhìn qua cũng đang đánh giá đảo tán tiên nhưng trong mắt lại không có hứng thú quá lớn. Đi thôi, chúng ta đi khám phá đảo tán tiên một chút. Dương Bách Xuyên nói. Nhưng vừa đi thì xuất hiện vấn đề. Vốn dĩ nhìn qua đảo tán tiên cũng chỉ cách bọn họ 7 đến 800 mét, nhưng đi vài phút Dương Bách Xuyên không đúng. Bởi vì dù bọn họ đi thế nào vẫn giữ khoảng cách 7 đến 800 mét với đảo tán tiên. Ta cũng không tin. Dương Bách Xuyên không tin xông ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất. Nhưng, nửa giờ sau hắn dừng lại, đám người Mai Tỷ cũng thở phì phò đuổi đến.
nhưng đảo tán tiên vẫn cách bọn họ 7 đến 800 mét. Xuyên tử, không gian nơi này có cổ quái, xem ra đi đến đảo tán tiên cũng là một vấn đề lớn. Mai tỷ cau mày nói. Dương Bách Xuyên nói, đúng vậy, có kỳ quái, cũng không cảm nhận được lực lượng gì, nhưng lại rất tà môn, xem ra cách bước lên đảo tán tiên của chúng ta không đúng, các ngươi từ từ, ta nghĩ cách khác. Nói xong Dương Bách Xuyên nhắm mắt dò hỏi sư phụ. Sư phụ, chuyện gì vậy, tại sao chúng ta không lên được đảo tán tiên? Trước kia ta từng nói với con, đảo tán tiên là một góc tiên giới, thuộc địa giới trong tam giới, pháp tắc quy luật khác với tu chân giới nên không dễ lên như vậy. Không có bí pháp hoặc không có người đón, người tu chân rất khó bước lên đảo tán tiên, tiểu tử, đi gõ cửa đi. Vân Thiên Tà nói, gõ cửa, không phải người nói đảo tán tiên giống như thần minh hay sao, sao không đưa luôn bí pháp cho con hoặc mạnh mẽ mở ra. Dương Bách Xuyên rất khó hiểu. Tiểu tử thối, nếu vi sư còn tiên thể việc gì phải nói nhiều với con, trực tiếp xông vào là được, hơn nữa bí pháp còn liên tục thay đổi, lâu như vậy rồi không biết đã biến thành bộ dáng gì. Vân Thiên Tà mắng. Dương Bách Xuyên nói, bí pháp do người tạo. Vân Thiên Tà nói, là pháp tắc thiên địa của đảo tán tiên, không phải người tạo, không phải ai muốn nắm giữ là nắm giữ được, một mình nắm giữ phụ trách phương pháp đi vào, đảo tán tiên sẽ biến thành nơi ở cá nhân chứ không gọi là đảo tán tiên nữa. Mỗi một người đi vào đảo tán tiên đều sẽ được đảo tán tiên tự chủ truyền cho bí pháp ra vào, đi gõ cửa sẽ có người dẫn bọn con lên đảo. Sư phụ thối, cửa không có thì gõ kiểu gì. Dương Bách Xuyên trợn mắt mắng. Ngoài đảo tán tiên đều là cửa, tiểu tử thối, không biết tạo ra chút động tĩnh hả? Vân Thiên Tà gầm lên. Được rồi, tạm thời tin tưởng người. Dương Bách Xuyên nói. Sau đó hắn mở mắt, vung tay tung ra một quyền đấm về phía trước. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Sư phụ nói tạo ra chút động tĩnh là được, vậy thử đánh mấy quyền. Ai dám làm càn? Một tiếng quát vang lên. Thật sự có tác dụng kìa, Dương Bách Xuyên vui vẻ. Ngẩng đầu thì thấy trên đảo tán tiên có một người thanh niên đứng trên thảm bay nhanh đến chỗ bọn họ, một người thanh niên đứng trên thảm. Càng ngày càng gần, một người thanh niên đứng trên thảm. Cảm nhận được người này là một tán tiên nhị chuyển, mắt tam giác, lấm la lấm lét rất đáng khinh. Vừa đến trước mặt bọn họ đã quát mắng, các người không hiểu quy củ hả? Không biết cầm lễ đến bái tướng lãnh gác cổng trên đảo tán tiên sao? Tạo ra động tĩnh lớn như vậy làm gì, muốn phá bỏ di rời hả? Tên thanh niên đáng khinh này vừa mắng vừa quan sát mọi người. Ban đầu nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên mắng một trận, nhưng khi hắn ta nhìn về phía Mai Tỷ và Thiên Hồ, ánh mắt dừng trên người Thiên Hồ thì không rời mắt được. Vốn dĩ muốn tiếp tục quát mắng cũng dừng lại, trên mặt nở nụ cười, nhưng nhìn thế nào cũng rất đáng khinh, làm Dương Bách Xuyên không nhịn được muốn móc mắt hắn ta ra. Hừ! Mai Tỷ lạnh lùng nói, này! Mập mạp, đây là lần đầu tiên chúng ta đến đảo tán tiên, chỉ biết gõ cửa, không biết lễ hay không lễ, dẫn chúng ta vào đi. Một tán tiên nhị chuyển tương đương một đại thừa mà cũng dám quát bọn họ. Dương Bách Xuyên cũng lạnh mặt, nếu tên mập chết tiệt này còn dám nhìn chằm chằm Mai Tỷ và Thiên Hồ, hắn không ngại đào trong mắt của hắn ta. Lúc này cả ba người đều thả ra hơi thở tu vi bao phủ trên người tên mập, làm cho hắn ta sợ hãi. Còn tưởng rằng người tu chân giới đến du lịch đảo tán tiên, tu vi nhiều nhất cũng phi thăng cảnh, mặc dù hắn ta là tán tiên nhị chuyển, sau lưng có đảo tán tiên, tự hào không sợ. Nhưng khi ba người Dương Bách Xuyên thả ra hơi thở, tên mập này biết ba người không dễ chọc, hơn nữa hắn ta cảm nhận được ba người này đều vượt qua tam chuyển, thậm chí thanh niên đầu bạc kia càng mạnh. Tu giả giới vĩnh viễn là kẻ mạnh làm vua, mặc dù nơi này là đảo tán tiên, phía sau hắn cũng có đồng môn nhưng hắn ta chỉ là một tán tiên nhị chuyển. Không thể trêu chọc cao thủ. Sau khi lấy lại phản ứng, lập tức mỉm cười rời mắt khỏi người Thiên Hồ, vội vàng cười làm lành, tại hạ tên Chu Đạt, vài vị đạo hữu có thể gọi ta là Mập Mạp, ta phụ trách tiếp dẫn tu sĩ thế gian đi vào đảo tán tiên, các vị đi theo ta vào đảo. Chu Đạt thay đổi thái độ trong phút chốc, cười như nở hoa, căn bản nhìn không ra người vừa hùng hổ quát mắng đám người Dương Bách Xuyên là hắn ta. Mời vào. Tên Mập Mạp mời đám người Dương Bách Xuyên bước lên thảm trắng. Hay còn gọi là cầu tiếp dẫn. Nhiệm vụ của Mập Mạp là dẫn người bước lên đảo tán tiên, hắn ta cũng không dám từ chối bất kỳ vị tu sĩ nào, nhỡ may người ta có bối cảnh, đến lúc đó hắn ta sẽ là người cuốn gói cút đi. Hơn nữa hơi thở trên người đám Dương Bách Xuyên rất cường đại, hắn ta càng không dám chơi xấu.
mấy người Dương Bách Xuyên cũng không so đo với mập mạo, bước lên thảm trắng, hơn nữa mới đến đảo Tán Tiên, mọi người vẫn chưa biết gì cả. Có một số việc còn cần hỏi mập mạp, ví dụ như tình hình đảo Tán Tiên. Trước kia chỉ nghe nói qua miệng người khác, bây giờ gặp được người ở đó phải hỏi cho kỹ. Sau khi mọi người đều lên hết, thảm trắng chậm rãi bay về phía đảo Tán Tiên. Dương Bách Xuyên hỏi mập mạp, có phải có cần bước lên cầu tiếp dẫn này là có thể đến đảo Tán Tiên hay không? Trên lý luận là vậy, bằng không các ngươi nhìn thấy mình cách đảo Tán Tiên mấy trăm mét, nhưng đảo Tán Tiên là tiên giới chân chính dừng ở một góc của tu chân giới, có thêm lực pháp tắc tiên ra, cho dù chạy đến chết cũng không bước lên được đảo Tán Tiên. Hơn nữa cầu tiếp dẫn này có ngụ ý riêng của nó, nghe đồn tu sĩ phi thân tiên giới sẽ có ánh sáng tiếp dẫn, cầu tiếp dẫn của đảo Tán Tiên chỉ là bắt trước. Bước lên đảo Tán Tiên tương đương bước lên tiên giới, đến đảo Tán Tiên coi như trải nghiệm một chút tiên giới, dù sao đảo Tán Tiên cũng là một phần tiên giới. Mập mạp trả lời. Dương Bách Xuyên gật đầu, cảm thấy rất thú vị. Lại hỏi, đảo Tán Tiên lớn đến mức nào, có bao nhiêu Tán Tiên, bao nhiêu cao thủ? Mập mạp xấu hổ nói, mấy vấn đề của đạo hữu ta cũng không trả lời được. Mọi người đều biết đảo Tán Tiên không quá lớn, nhưng chưa ai từng để lại dấu chân khắp đảo Tán Tiên. Bởi vì đảo Tán Tiên có rất nhiều nguy hiểm cho nên không thể trả lời được đảo Tán Tiên lớn đến mức nào. Vấn đề đảo Tán Tiên có bao nhiêu Tán Tiên cũng vậy, Tán Tiên đi vào đảo Tán Tiên đều có đỉnh núi đạo tràng tu luyện riêng. Hơn nữa đảo Tán Tiên có vô số đỉnh núi, sợ rằng mỗi một chỗ đều có Tán Tiên tu đạo nên không thể thống kê được số lượng. Còn cao thủ, có lẽ là rất nhiều, tu vi cao nhất là ba vị Tán Tiên lục chuyển của thành Tán Tiên, về cơ bản đảo Tán Tiên chia thành hai khu vực. Một khu vực là nơi tu sĩ Tán Tiên đặt chân kinh doanh, một khu vực khác là nơi có tiên thú cường đại, bị tiên thú bản thổ chiếm giữ, Tán Tiên tầm thường không dám đi vào, không thích hợp tu hành. Những địa phương còn lại có người hay không, ngoại trừ Tán Tiên trên lục chuyển thì không ai biết cả. Có lẽ trước kia có, nhưng có lẽ hiện tại đã không có, vạn năm nay chưa nghe nói có Tán Tiên thất chuyển. Cho dù hiện tại có Tán Tiên thất chuyển cũng bị thiên đạo mạnh mẽ triệu hoán đi tiên giới. Sau khi tu vi đến thất chuyển sẽ không thể dừng lại dưới hạ giới. Vừa đi vừa hỏi, chỉ trong chớp mắt đã bước lên đảo Tán Tiên. Dẫm lên nơi này, Dương Bách Xuyên cảm giác cũng không khác với đại địa tu chân giới là mấy. Tất nhiên cũng không phải hoàn toàn không có, đại địa của đảo Tán Tiên cứng rắn hơn tu giả giới rất nhiều. Ngoài ra linh khí thiên địa nơi này tinh thuần gấp 10 lần linh khí thiên địa bình thường, Dương Bách Xuyên cảm giác lỗ chân lông trên cơ thể đều mở ra. Hắn không nhìn được hỏi sư phụ, linh khí nơi này có phải tiên linh khí hay không? Lại nghe sư phụ trả lời, lực lượng tiên giới chân chính được gọi là tiên nguyên lực, người tu chân khó có thể thừa nhận, lực lượng thiên địa trên đảo Tán Tiên chỉ là một loại lực lượng nằm giữa linh khí và tiên nguyên lực, gọi là tiên linh khí cũng được. Bản thân nơi này đến từ tiên giới, ban đầu vốn có tiên nguyên lực, chẳng qua sau khi rơi xuống tu chân giới, bị lẫn với linh khí thiên địa tu chân giới. Hóa thành linh khí cao hơn tu chân giới, chống đỡ tiên nguyên lực. Ở đảo Tán Tiên và tiểu yêu giới có tu sĩ trên tam chuyển, đi đến tiên giới sánh ngang với sinh linh tiên giới, ví dụ như ngươi giết chết thần phượng bà và thiên lang tộc trưởng, tu vi cảnh giới tương đương Tán Tiên lục chuyển, ở tiên giới là cấp kim tiên. Mặc dù tu vi cảnh giới cao, nhưng không trải qua lễ tẩy của tiên nguyên lực thuần khiết, với tu vi lục chuyển của bọn họ, đi đến tu chân giới rất vô dụng. Cho nên tiểu tử, con đừng tưởng mình có thể giết được Tán Tiên lục chuyển thì kiêu ngạo, sau này đi tiên giới nhìn thấy kim tiên chân chính thì chạy xa đi, nếu không sẽ bị thiệt đấy. Tóm lại đối với đảo Tán Tiên, với tu vi thực lực hiện tại của con còn tính tạm được, tạm thời không cần phải quá lo lắng. Được rồi, không có chuyện gì khác thì đi đến núi Chí Tôn đi, lần này vi sư có thể đúc lại tiên thể hay không phải dựa vào con, đi nhanh đi. Nói đến đây, Dương Bách Xuyên cảm thấy sư phụ nói chuyện rất nghiêm túc. Hắn nghĩ xem ra sau khi sư phụ và thiên cơ sư nương gặp mặt, có lẽ đã biết chuyện gì đó nên mới sốt ruột trở lại tiên giới. Tu đạo mấy trăm năm, trưởng thành đến bây giờ, sư phụ bồi dưỡng chính mình vì một ngày nào đó chính mình giúp ông đúc lại tiên thể, làm đệ tử, bây giờ hắn cũng chỉ có thể dùng toàn lực giúp sư phụ đúc lại tiên thể. Có lẽ tiên giới đã xảy ra chuyện lớn nên sư phụ mới sốt ruột bảo hắn đi lên đảo Tán Tiên, đây đã là lần thứ ba nhắc đến việc đúc lại tiên thể. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên cũng khẩn trương theo. Nếu đã bước lên đảo Tán Tiên, vậy trực tiếp đi núi Chí Tôn mà sư phụ nói. Lúc này mập mạp cũng hỏi, vài vị đạo hữu chuẩn bị đi đâu? Nếu có thể trợ giúp,
tại hạ nguyện ý cống hiến sức lực, tất nhiên. Khụ khụ, cần trả một chút thù lao. Dương Bách Xuyên có chút vui vẻ, mặc dù loại người trắng trợn táo bạo nói điều kiện có chút không biết xấu hổ, nhưng loại người này làm việc đáng tin cậy. Vốn dĩ có sư phụ ở đây, Dương Bách Xuyên không cần tìm hướng dẫn du lịch gì đó, nhưng dù sao sư phụ cũng không thể hiện thân, cần phải có người dẫn đường cho bọn họ, cũng bớt rất nhiều đường vòng, thiếu nhiều phiền phức. Dương Bách Xuyên vung tay lên ném một vò rượu khỉ cho hắn ta, nói, dẫn chúng ta đi núi Chí Tôn, bình linh tử này thuộc về ngươi. Vốn dĩ mập mạp nghe thấy linh tử, trong lòng có chút khinh thường, nghĩ thầm linh tử có gì hay, lại không phải bảo bối, ngày nào ta cũng uống. Nhưng nghĩ lại, tu vi của mấy người này bất phàm, ra tay sẽ không keo kiệt, thuần thục tiếp nhận vò rượu, mở nắp, sau đó một luồng linh lực thuần tịnh tỏa ra, hương rượu thấm nhuần vào tim gan, há to mồm, hắn ta biết thứ này mới là đồ tốt thật sự. Vội vàng đậy nắp lại, thu hồi rượu khỉ, tuét miệng nói, không thành vấn đề, núi Chí Tôn là thánh địa của đảo Tán Tiên, rất nhiều tu sĩ đến đảo Tán Tiên đều đi dính chút tiên khí của núi Chí Tôn, vài vị đạo hữu đi theo ta là được. Có một bình rượu con khỉ cực phẩm, trong lòng mập mạp vui đến nở hoa, sợ Dương Bách Xuyên đổi ý, nói hết lời nhanh chóng dẫn đường. Dương Bách Xuyên và đám người Mai Tỷ cũng bay lên, đi theo sau mập mạp. Khoảng 3 tiếng sau, mập mạp nói, chúng ta đến núi Chí Tôn. Dương Bách Xuyên nhìn qua, một tòa thành thị xuất hiện trước mặt hắn. Hắn lập tức nhíu mày, ngươi đừng nói với ta núi Chí Tôn là một tòa thành trì chứ. Nói chính xác hơn thì núi Chí Tôn ở bên trong thành Tán Tiên, các vị theo ta vào trong thành, sau 20 dặm thì sẽ tới được núi Chí Tôn. Tên béo thấy vẻ mặt Dương Bách Xuyên không bình thường thì vội vàng giải thích, hắn biết Dương Bách Xuyên đã hiểu nhầm mình. Dương Bách Xuyên quả thật đã hiểu nhầm tên béo, còn tưởng rằng hắn đang cố ý lừa bọn họ. Trong nhận thức của hắn, núi Chí Tôn nên ở nơi ít người lui tới. Dù sao, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, núi Chí Tôn chính là sân của lão đầu ở đảo Tán Tiên, hắn nghĩ sẽ không giống với những nơi khác. Nhưng cũng không có ai quy định, núi Chí Tôn không thể ở trong thành trì, đúng không? Trên thực tế ở tu chân giới rất nhiều thành trì vô cùng lớn, bên trong thành có núi sông cũng là điều rất phổ biến. Nhìn tên tập sợ hãi giải thích, Dương Bách Xuyên cũng ngượng ngùng nói, xin lỗi nhé, ta hiểu nhầm ngươi rồi, đi thôi. Được, nhưng mà bây giờ chúng ta phải bay xuống dưới để vào thành. Thành Tán Tiên không cho phép có người phi hành, ở đó có đại trận rất cường hãn, bất cứ tu sĩ nào sau khi tới Thành Tán Tiên đều phải hạ xuống, đi bộ vào trong. Ngoại trừ đại trận, nếu có người bay vào thành thì sẽ bị tất cả người của Thành Tán Tiên tấn công, mọi người phải cẩn thận, nơi này không giống với tu chân giới, đảo Tán Tiên cao thủ nhiều như mây, Tán Tiên tam chuyển tứ chuyển đi đầy đường, cỡ Tán Tiên nhị chuyển như ta ở nơi này chỉ là bọn lâu la. Tên mập cũng thản nhiên thừa nhận tu vi của hắn thấp. Dương Bách Xuyên tỏ vẻ đồng ý với những gì tên mập nói, cho dù ở tu chân giới có nhiều thành trì thì vẫn cấm người phi hành chứ đừng nói gì tới một nơi như đảo Tán Tiên. Nghe tên mập nói nếu có người phi hành trong thành thì sẽ bị tất cả tấn công, chuyện này nghe như đang nói quá, hắn cười nói, được, chúng ta xuống thôi, đi bộ vào thành, nhưng mà ngươi nói bay trong thành sẽ bị cả thành tấn công có phải là hơi quá rồi không? Cùng lắm chỉ bị quân sĩ canh giữ tấn công thôi chứ. Không ngờ tên lập lại lắc đầu. Không không, đạo hữu hiểu nhầm rồi, đảo Tán Tiên không có quân sĩ như tu chân giới, ta nói bị tu sĩ cả thành tiến đánh cũng không phải nói láo. Nếu ngươi đã biết núi Chí Tôn, vậy chắc hẳn cũng từng nghe nói, đảo Tán Tiên có một sự tồn tại như thần minh thiên tà Chí Tôn rồi chứ. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì suýt chút nữa đã cười ra tiếng, vân thiên tà. Ha ha, hắn rất muốn nói một câu, đó là sư phụ của ta. Nhưng loại chuyện này đương nhiên không thể nói ra. Đây là bí mật lớn nhất của hắn, lần này lão đầu tới đây cũng là chuyện quan trọng, gặp phải bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không thể bại lộ. Dương Bách Xuyên gật đầu tỉnh bơ, đương nhiên là nghe nói. Hắn xác thực đã nghe nói qua danh tiếng của lão đầu ở đảo Tán Tiên, năm đó trong đại chiến Vân Môn đã nghe Tán Tiên của Điện Trường Sinh Tề Mậu Đốn và Hiên Viên Khai Minh của Hoàng Triều Hiên Viên nói qua địa vị giống như thần linh của lão đầu ở đảo Tán Tiên. Năm đó sau khi hắn nghe thấy danh hiệu của lão đầu thì nói một câu không phải chỉ là lão già đã chết hay sao, Tề Mậu Đột và Hiên Viên Khai Sáng suýt chút nữa đã trở mặt. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của lão đầu ở đảo Tán Tiên. Nói là thần linh cũng không hề quá. Bởi vì đảo Tán Tiên chính là nơi tập trung Tán Tiên của tu chân giới, nơi này không có Tán Tiên kiếp nghìn năm một lần, vậy nên những tu sĩ sau khi độ kiếp thất bại, binh giải tu Tán Tiên, cuối cùng đa số đều tới đảo Tán Tiên để tu hành.
mà lão đầu nhà mình lại là nhân vật đầu tiên trong truyền thuyết vượt qua 12 kiếp tán tiên thiên kiếp. Đối với tán tiên mà nói, 12 đạo tán tiên kiếp chính là 12 lần đi qua quỷ môn quan, chỉ có vượt qua 12 lần tán tiên kiếp mới thật sự là siêu việt. Nhưng từ xưa đến nay thế gian có mấy người có thể vượt qua 12 lần tán tiên kiếp? Vân Thiên Tà lại làm được, vậy nên ở đảo tán tiên được tất cả tán tiên coi là chí tôn, ví như thần minh. Bởi vì đối với tất cả tán tiên mà nói, lão đầu đã cho giới tán tiên một hy vọng. Một người có thể độ thành công 12 tán tiên kiếp, vì vậy đây chính là chỗ dựa tinh thần của tất cả tán tiên. Ai dám bất kính với Vân Thiên Tà ở đảo tán tiên thì chắc chắn sẽ bị xé xác thành mảnh nhỏ. Lúc này nhìn thấy tên mập nhắc tới bốn chữ Tà Thiên Chí Tôn với vẻ mặt nghiêm túc, Dương Bách Xuyên liền muốn bật cười. Nhưng hắn vẫn nhớ kỹ lời Tề Mậu đốn dặn, ở đảo tán tiên khi nhắc tới Thiên Tà Chí Tôn thì không được bất kính. Lúc này, tiên mập tiếp tục nói, thật ra trước kia nơi thành không có thành tán tiên, nhưng bởi vì có núi Chí Tôn ở đây nên tòa thành trì này mới xuất hiện. Nói trắng ra là tu sĩ của thành tán tiên coi Thiên Tà Chí Tôn như thần linh, toàn thành cấm chế phi hành, mọi người đều ăn ý nghĩ như vậy. Thành tán tiên thành lập vì có núi Chí Tôn, cấm không cho phi hành là bởi vì tôn kính Thiên Tà Chí Tôn. Hơn nữa ở thành tán tiên, thậm chí là cả đảo tán tiên không cho phép quân sĩ hay thế lực tông môn nào xuất hiện, đây là quy tắc do Thiên Tà Chí Tôn đặt ra, là vì để tu sĩ đảo tán tiên đều đoàn kết với nhau, không hy vọng đảo tán tiên bị rối loạn. Tên mập vừa đi vừa nói, rất nhanh mất người đã đi vào trong thành. Sau khi vào trong thành tán tiên, quả nhiên không giống với những thành trì mà Dương Bách Xuyên từng thấy, mặc dù cũng có cổng thành nhưng không có thủ vệ canh gác hay xuất hiện tình huống thu phí vào thành. Nhìn qua, thành tán tiên cũng rất khổng lồ, những con đường đan xen đều được làm bằng những phiến đá ngọc trắng, đi lại không nhiễm hạt bụi, vô cùng sạch sẽ. Điểm khác biệt của nơi này so với tu chân giới là hai bên đường không có những tiểu thương buôn bán rong, nhưng cửa hàng lại không thiếu, trên đường đi Dương Bách Xuyên có thể nhìn thấy mỗi một cửa hàng đều có người. Chỉ là hơi vắng vẻ mà thôi. Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ đây mới là con đường tu hành chân chính. Mặc dù nhìn thì quạnh quẽ nhưng lại thích hợp cho người tu luyện cần yên tĩnh. Mai Tỷ, Thiên Hồ, Tiểu Phượng Hoàng đi phía sau hắn, Trồn Nhi ngồi xổm trên vai, tất cả đều mở to hai mắt nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên mọi người vào thành tán tiên, tất cả đều đánh giá nơi này bằng ánh mắt đầy tò mò. Theo như những gì tên mập nói thì đảo Chí Tôn nằm giữa thành tán tiên. Bọn họ đi chừng 20 dặm sẽ tới. Dương Bách Xuyên cũng không vội, dù sao cũng là lần đầu tiên tới đây, vừa vặn có thể ngắm nhìn phong cảnh thành tán tiên. Ở tu chân giới, trên thực tế, mỗi nơi, mỗi thành trì đều có những đặc điểm và phong cách riêng, vậy nên phong cảnh cũng không giống nhau. Mai Tỷ tò mò nói, Vân Tử, nơi này cho ta cảm giác giống như thành trì tu hành, ít đi bầu không khí của thế tục, nhiều thêm vài phần yên tĩnh, đúng là một nơi tốt để tu hành. Ta sắp được ngây ngốc ở đây mấy ngày, hi hi, thích bầu không khí như tranh vẽ thế này. Lúc này, tên mập đắc ý nói, đạo khách nói đúng rồi, mỗi tu sĩ tới thành tán tiên, cho dù là nhân hay yêu tộc, tán tiên hay tu chân giả thì đều thích sự yên tĩnh của nơi này. Trong thành trì khổng lồ, dân số cũng có mấy trăm vạn, cửa hàng tử lâu nhiều nhưng không có tiếng ồn ào, có tu sĩ đến từ các nơi tu chân giới sẽ đặc biệt tới đây để tu hành. Ở đây chỉ cần có thiên tài địa bảo thì đều có thể đổi thành tài nguyên tu luyện mình cần. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có mới được, nhưng một nửa kia của đảo tán tiên là hoang vu, ở đó có rất nhiều thiên tài địa bảo cũng có tiên thạch, nếu các người cảm thấy hứng thú thì có thể tới dãy núi đó thử vận may, không chừng đào được tiên thạch đó, có tiên thạch thì các người sẽ mua được rất nhiều thiên tài địa bảo ở thành tán tiên. Tên mập không ngừng nói về chuyện ở đảo tán tiên, nhưng lại bị Thiên Hồ cắt ngang nói, mập tử. Nghe ý của ngươi thì nhân tộc và yêu tộc có thể sống chung ở đảo tán tiên, tu chân giả cũng có thể vào đảo tán tiên để tu luyện. Đúng vậy, mặc dù tên gọi là đảo tán tiên nhưng cũng không phải là vườn hoa riêng của ai đó, chỉ cần có bản lĩnh vào được đảo tán tiên thì bất cứ tu sĩ sinh vật sống nào cũng không bị ngăn cản, nhưng mà... Tên mập nói tới đây thì dừng lại. Nhưng cái gì, nói nhanh đi, ấp a ấp úng gì vậy? Thiên Hồ trợn mắt nhìn tên mập. Tên mập chỉ là một tán tiên nhị chuyển. Sao có thể chống lại được ánh mắt của Thiên Hồ? Đương nhiên không phải lợi hại, mà vì ánh mắt của Thiên Hồ rất quyến rũ khiến hắn bị mê hoặc. Chịu không nổi. Gương mặt tên mập đỏ lên, hắn không dám nhìn thẳng Thiên Hồ, hắn sợ mình không chống đỡ được mà bất kính với Thiên Hồ, bị Dương Bách Xuyên băm thành trăm mảnh. Tên mập vội vàng cúi đầu giải thích, nhưng mà yên tộc tu vi thấp nhất là những nữ yêu,
chảy dòng máu yêu thú linh thú nếu tới đảo tán tiên thì sẽ bị cường giả bắt đi, vậy nên đạo hữu vẫn nên cẩn thận thì hơn, đừng để bị người ta nhìn chúng, mặc dù ở đây cấm đánh giết nhưng cũng có một số cường giả không kiêng dè. Tên mập cũng có ý tốt nhắc nhở, dù sao Thiên Hồ và Mai Tỷ, còn có cả Tiểu Phượng Hoàng bên cạnh Dương Bách Xuyên đều có yêu khí ngút trời, ở đảo tán tiên có cường giả bắt yêu tu là chuyện rất bình thường, ở đây có rất nhiều tu sĩ là nhân loại. Có người bắt yêu thú linh thú để luyện đan, ở đảo tán tiên nếu yêu tu không phải là cao thủ thì sẽ rất nguy hiểm. Đa tạ, Dương Bách Xuyên biết ý tốt của tên mập nên đã cảm tạ hắn. Nên làm, nên làm. Lúc này tên mập rất khiêm tốn, hắn cười đáp. Đoàn người bọn họ tiếp tục đi vào trong. Khoảng chừng 10 phút sau, đến một cửa hàng yêu thú, Dương Bách Xuyên đột nhiên nghe thấy tiếng bàn tán khiến hắn chú ý. Có người nói, mấy người có nghe nói gì không? Cửu Phong chân nhân bắt một con chó làm vật cưỡi, kết quả con chó đấy lợi dụng Cửu Phong chân nhân không để ý, lén lút ăn trộm đan dược của ông ấy, không ngờ lại tiến hóa, sau khi mọc ra đôi cánh thì phá khóa nhốt yêu chạy trốn rồi. Dương Bách Xuyên rất nhạy cảm với cái từ chó này, bởi vì năm đó cứu Vượng Tử nên số mệnh của Dương Bách Xuyên đã thay đổi, bước trên con đường tu chân. Vượng Tử là con chó được Triệu Nam nuôi từ nhỏ, nhưng năm đó khi Triệu Nam tới tu chân giới, Vượng Tử vì bảo vệ chủ nên đã thất lạc. Dương Bách Xuyên đã phát động rất nhiều thuộc hạ đi tìm nhưng vẫn bặt vô âm tín. Hắn và Triệu Nam tin Vượng Tử vẫn còn sống ở một nơi nào đó trong tu chân giới, lúc rời đi hắn đã đồng ý với Triệu Nam là sẽ tìm Vượng Tử trở về. Cho nên khi có người nhắc tới chó, hắn lại không tự chủ mà dừng bước trước cửa hàng. Vểnh tai lên tiếp tục nghe xem bọn họ nói gì. Khi nghe đến cái tên Cửu Phong chân nhân, Dương Bách Xuyên nhớ đến một người mình từng giết. Bởi vì thời gian đã quá lâu nên không nhớ rõ, tóm lại là thánh tử của một thánh địa ở tu chân giới, lúc bị hắn giết chết đã từng nói, sư phụ của hắn ta là Cửu Phong chân nhân ở đảo Tán Tiên. Bây giờ nghe được cái tên Cửu Phong chân nhân và chó, hắn dừng bước theo bản năng. Người còn lại phụ họa đáp, nhắc tới con chó này đúng là lợi hại, gan cũng lớn thật, lại dám ăn trộm đan dược của Cửu Phong chân nhân, hơn nữa sau khi tiến hóa còn thoát ra được khỏi tay ông ta, quả là lợi hại. Nghe nói con chó kia được đệ tử của Cửu Phong chân nhân mang về từ tu chân giới tặng cho ông ấy, rất có linh trí, đáng tiếc là Cửu Phong chân nhân nuôi chó không quen, lúc nào nó cũng nghĩ cách chạy trốn. Chuyện này mấy người không biết nội tính đấy, ta nghe nói con chó kia của Cửu Phong chân nhân có cái gì mà huyết mạch thần thú, Cửu Phong chân nhân nuôi nó để lấy máu luyện đan, mấy người nghĩ mà xem một con chó bị rút máu luyện đan trong thời gian dài, nó sẽ thân thuộc chắc. Có cơ hội còn không chạy sao? Xuyệt. Nhỏ tiếng chút, chúng ta không trêu chọc nổi Cửu Phong chân nhân. Ta chỉ nói giữa huynh đệ chúng ta mà thôi, sợ cái gì? Không nói chuyện này nữa, bây giờ ta muốn biết con chó kia có bị Cửu Phong chân nhân bắt lại hay chưa? Nghe nói con chó kia chạy xa rồi, vào sâu trong núi Chí Tôn là nơi nào cơ chứ? Đó là vùng đất cường giả tu hành, nơi ở của Thiên Tà Chí Tôn, nếu con chó đấy chạy vào đó không chừng còn có thể sống sót, nhưng mà cũng phải xem vận may. Lời này có ý gì? Các người đừng quên, núi Chí Tôn có cường giả tán tiên, bọn họ sẽ không cho phép bất cứ ai làm phiền tới nơi ở của Thiên Tà Chí Tôn. Núi Chí Tôn như một nơi tập trung toàn bộ cường giả của đảo tán tiên, chỉ cần con chó kia chạy vào sâu trong núi Chí Tôn thì may ra còn trốn được, Cửu Phong chân nhân không dám làm loạn núi Chí Tôn. Vậy cũng chưa chắc, ở đảo tán tiên yêu thú có linh trí như chiếc bánh thơm, chỉ mong con chó đó có thể tránh được. Nghe tới đây. Trái tim Dương Bách Xuyên như nhảy dựng lên, hắn nói với tên mập đang dẫn đường, tăng nhanh tốc độ tới núi Chí Tôn. Tên mập không hiểu gì, nhưng hắn cũng nghe được tiếng bàn luận của mọi người, không hỏi nhiều mà trực tiếp dẫn bọn họ về phía trước, thấy vẻ mặt không tốt của Dương Bách Xuyên, tên mập rất biết điều. Tiểu Phượng Hoàng và Mai Tỷ cũng cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của Dương Bách Xuyên. Trồn Nhi cũng quan tâm, biết nhiều nhất tới chuyện của Vương Tử, nó ngồi xổm trên vai Dương Bách Xuyên không ngừng kêu lên. Rõ ràng Trồn Nhi cũng đã nghe được những gì họ bàn tán. Tiếng kêu đầy sự lo lắng. Từ khi ở trái đất, Trồn Nhi, Vượng Tử và Hầu Đậu Đậu giống như cái kiềng ba chân, cùng nhau vượt qua quãng thời gian rất vui vẻ ở Vân Môn trên trái đất. Lúc này sau khi nghe thấy bọn họ nói chuyện, Trồn Nhi cũng rốt ruột, hoặc nói đúng hơn là đã chắc chắn hơn phân nửa, con chó mà Cửu Phong chân nhân nuôi chính là Vượng Tử. Nếu như là thật thì Vượng Tử quá đáng thương, bị người nuôi giam cầm để lấy máu luyện đan. Điều này khiến trong lòng họ rất khó chịu. Dương Bách Xuyên và Trồn Nhi đều hy vọng, con chó có số phận bi thảm mà bọn họ nói tới không phải là Vượng Tử,
bởi vì cả hai đều có thể tưởng tượng được sự bi thảm ở trong đó, có khi tình huống thực tế còn thảm hơn. Nhưng Dương Bách Xuyên lại cũng hy vọng con linh cẩu kia chính là vượng tử, như vậy thì hắn sẽ tìm được đồng bọn ngày xưa. Nếu quả thật như vậy thì Cửu Phong chân nhân đúng là đáng chết. Ông ta sẽ trở thành kẻ địch đứng đầu danh sách đen của hắn và Trồn Nhi sau khi tới đảo Tán Tiên. Nhưng hiện tại tất cả vẫn chỉ là ẩn số, bọn họ cần phải tới núi Chí Tôn xem thử, dù sao cũng phải đi tới đó, vừa vặn tiện đường. Bây giờ cũng không còn tâm trạng đi ngắm cảnh thành Tán Tiên nữa. Lúc này Dương Bách Xuyên chỉ muốn nhanh chóng tới núi Chí Tôn, đi tìm thử xem con linh cẩu kia có phải vượng tử hay không. Nhưng nghe những lời mà mấy người kia nói, miêu tả của họ rất giống với vượng tử, trong cơ thể của vượng tử có máu được Phong Vân Thần Khuyển ban tặng ở núi Trường Bạch năm đó, cộng thêm Dương Bách Xuyên đã cho vượng tử dùng nước sinh mệnh, từng dùng rất nhiều đan dược, thiên tài địa bảo, vượng tử mọc cánh biết bay, lại vô cùng thông minh, những đặc điểm này đều rất khớp. Vậy nên trong lòng Dương Bách Xuyên đã bắt đầu nôn nóng, nghe những người kia nói, Cửu Phong chân nhân còn đang truy tìm vượng tử, hơn nữa sâu bên trong núi Chí Bảo cũng có rất nhiều cường giả ở đảo Tán Tiên. Mặc dù linh cẩu trốn thoát được sự khống chế của Cửu Thiên chân nhân, nhưng sau khi tới núi Chí Tôn thì cũng họa phúc khó lường. Đây là lý do khiến Dương Bách Xuyên lo lắng. Nghe tiếng kêu của Trồn Nhi, trong lòng Dương Bách Xuyên vui mừng, Trồn Nhi không quên vượng tử, nó cũng nghĩ như hắn. Nhanh chóng tới núi Chí Tôn xem thử, rốt cuộc linh cẩu mà bọn họ nhắc tới có phải vượng tử hay không. Trồn Nhi yên tâm, cho dù thế nào thì chúng ta cũng sẽ đi xem thử, nếu thật sự là vượng tử, cho dù phải đối địch với cả đảo Tán Tiên thì ta cũng sẽ đòi lại công bằng cho vượng tử. Câu nói đằng đằng sát khí khiến tên mập đang dẫn đường phía trước rụt cổ lại. Thiên Hồ, Tiểu Phượng Hoàng và Mai Tỷ đi sau cũng cảm nhận được sát khí tản ra từ trên người Dương Bách Xuyên. Mai Tỷ không nhịn được hỏi. Vân tử, trước tiên không nên lo lắng, có lẽ không phải vượng tử, chúng ta qua đó xem thử rồi tính, dù sao thì đều phải đi núi Chí Tôn. Chúng ta tăng tốc độ thôi. Tâm trạng của Dương Bách Xuyên ảnh hưởng tới tất cả mọi người, nhờ có tên mập dẫn đường, sau 30 phút cuối cùng bọn họ cũng tới được chân núi Chí Tôn. Ngẩng đầu nhìn ngọn núi lớn chọc tận mây xanh. Lúc này, tên mập nói, các vị đạo hữu, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trước khi đi ta có lòng tốt nhắc nhở các vị. Núi Chí Tôn chính là ngọn núi thiêng liêng trong lòng các tán tiên ở trên đảo, nói là một ngọn núi nhưng nơi này có 108 đỉnh núi nhỏ, 72 đỉnh trung bình và 36 đỉnh lớn, ở trên núi tán tu họp thành nhóm, cao thủ nhiều như mây. Sau khi lên núi thì các vị phải hết sức cẩn thận, đừng nên chọc giận tới cường giả trong núi, người có thể sống được ở núi Chí Tôn thì tu vi thấp nhất cũng là tứ chuyển, tất cả cường giả từ lục chuyển trở lên đều đang tu đạo ở núi Chí Tôn, tóm lại nơi này có đủ loại cao thủ. Sâu bên trong núi Chí Tôn cũng là nơi tối cao nhất, các vị đừng vào đó, nghe nói đấy chính là nơi ở của thiên tà Chí Tôn, có đại trận hộ pháp thời cổ đại, sấm sét của 9 tầng trời bảo vệ, trong lịch sử đảo Tán Tiên có rất nhiều cao thủ xông vào nơi ở của thiên tà Chí Tôn nhưng tới nay vẫn chưa có ai vào được, đa số đều chết ở bên trong. Cũng đừng phi hành ở núi Chí Tôn, trên 10 trượng sẽ có sấm sét, vô cùng nguy hiểm, cho dù là Tán Tiên lục chuyển thì cũng sẽ bị sét đánh chết. Hơn nữa những tán tiên tu hành ở đỉnh nhỏ hay lớn của núi Chí Tôn thì đều có tính tình cổ quái, không dễ sống chung, bất cứ việc gì đều phải cẩn thận, sau này có ngày gặp lại. Tên mập lấy được một vò rượu hầu nhi của Dương Bách Xuyên, xem như là hết trách nhiệm, cuối cùng còn cảnh báo rất nghiêm túc, không có ý nói đùa. Ra là vậy, đa tạ. Dương Bách Xuyên cảm ơn tên mập rồi nói với mấy người sau lưng, chúng ta leo núi thôi. Nhìn núi Chí Tôn. Mấy người Dương Bách Xuyên xuôi theo con đường nhỏ quanh co đi một mạch lên núi, ngọn núi cao chọc trời hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối. Dương Bách Xuyên nhớ lại lời nói của Phong Tiên, trong lòng hơi buồn bực. Không cần hỏi cũng biết sấm sét và đại trận trên núi Chí Tôn là do sư phụ làm ra, bởi vì nơi này là đạo tràng của sư phụ trên đảo Tán Tiên. Bây giờ nhìn ngọn núi mênh mông, Dương Bách Xuyên hỏi sư phụ trong đầu, sư phụ có cách nào có thể né tránh sấm sét tấn công không? Con muốn bay lên. Chứ đi bộ thế này thì biết bao giờ mới lên đến nơi. Điều quan trọng là con muốn xác định xem rốt cuộc con chó kia có phải là vượng tử hay không, con phải đi tìm nó. Hỏi thừa, đây là địa bàn của vi sư, sao lại không có cách chứ? Vân Thiên Tà mắng. Dương Bách Xuyên vui mừng, người mau nói cho con đi. Nào ngờ lời nói tiếp theo của sư phụ lại khiến hắn suýt sặc chết. Chỉ nghe Vân Thiên Tà nói, bây giờ thì không có cách nào. Sấm sét do vi sư bố trí ở thời kỳ đỉnh cao, chỉ có vi sư hóa giải được, nói cho con cũng vô dụng.
trừ khi con leo lên đỉnh, tiến vào đại trận, vi sư ắt có cách cho con đi vào. Bây giờ con ngoan ngoãn leo bộ đi. Người, Dương Bách Xuyên nổi đoá. Chủ yếu là hắn lo cho vượng tử, đương nhiên vẫn chưa biết con linh cẩu kia có phải là vượng tử hay không, nhưng hắn vẫn phải đi tìm. Có điều ngọn núi mênh mông như biển, nếu không thể phi hành thì phải đi đến khi nào? Nhưng nghe ý của sư phụ thì hình như không có cách nào khác. Không có cách nào khác thì đành vậy thôi, chỉ có thể ngoan ngoãn đi bộ. Dương Bách Xuyên ôm lòng buồn bực, than vãn trong đầu, lão già chết tiệt, đây là địa bàn của người mà cũng bị người khác chiếm cứ tu đạo ư. Vân Thiên Tà mắng, thằng nhóc thúi, đây chỉ là một trong những đạo tràng của vi sư thôi, không phải toàn bộ. Hơn nữa, đạo tràng phủ đệ chính thức nằm trên đỉnh núi Chí Tôn, vi sư bày trận thủ hộ là được rồi. Cả ngọn núi Chí Tôn lớn như vậy, vả lại vi sư đã rời đi bao lâu nay, tất nhiên sẽ có người đến ở, ai quản mấy việc này chứ? Sư phụ nghĩ cách giúp con đi, hiện giờ con lo lắm, không chắc con linh cẩu kia có phải là vượng tử hay không? Dương Bách Xuyên cáu kỉnh nói. Lo cái rắm, rất lâu về trước vi sư từng nói với con là con chó kia có vận may, sẽ không xảy ra chuyện. Nếu con linh cẩu trên núi Chí Tôn đúng là vượng tử, vi sư khẳng định con có thể tìm được. Bây giờ thằng nhóc con cứ lên núi trước đã, chờ đến cung Chí Tôn vi sư đúc lại tiên thể, chuyện lớn bằng trời cũng không thành vấn đề. Giọng nói của Vân Thiên Tà tràn đầy tự tin. Có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý nên sau khi nghe sư phụ nói xong, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng yên tâm hơn nhiều. Hắn không nói gì thêm, tiếp tục leo núi. Đường nhỏ quanh co 18 khúc cua, thảm thực vật vô cùng phong phú, có rất nhiều loài thực vật Dương Bách Xuyên không thể gọi tên. Cây cỏ trên ngọn núi này không giống ngọn núi bình thường, hình thái đa dạng, màu sắc cũng phong phú, có thể nói là mỗi bước mỗi cảnh. Tiếc là hiện tại Dương Bách Xuyên đang lo lắng cho vượng tử, không rảnh ngắm cảnh đẹp của núi Chí Tôn. Hắn chỉ cắm cúi leo núi đi đường. Khoảng nửa canh giờ sau, cả đám đã leo lên ngọn núi thứ nhất trong 108 ngọn núi nhỏ thuộc núi Chí Tôn. Lúc này có thể loáng thoáng trông thấy các ngọn núi khác. Tên béo từng nói 108 ngọn núi nhỏ, 38 ngọn núi chung và 36 ngọn núi lớn tạo thành toàn bộ núi Chí Tôn. Ngọn núi mà bọn họ xuôi theo con đường nhỏ đi lên đỉnh núi chỉ là một ngọn núi nhỏ trong số đó mà thôi, xem chừng những ngọn núi khác cũng cỡ ngọn núi nhỏ dưới chân bọn họ. Và con đường nhỏ cũng chỉ đi qua một ngọn núi nhỏ trong số đó mà thôi. Nhìn về phía trước có một đoạn đường bằng phẳng dài hơn 100 mét, cuối con đường là một ngọn núi lớn hơn, con đường nhỏ uốn vòng qua đó. Dương Bách Xuyên đoán chắc là con đường dẫn đến 72 ngọn núi chung. Theo lời nói của tên béo, hầu hết ngọn núi nhỏ ở trung tâm núi Chí Tôn đều có hình thang, thế núi rất đặc biệt. Sau một hồi quan sát, Dương Bách Xuyên nói, tiếp tục đi. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, chuẩn bị đi vào khu vực 72 ngọn núi chung. Ai dè mới đi được mười mấy bước thì Tiểu Phượng Hoàng lên tiếng, ca ca, có người. Dương Bách Xuyên đang mải suy nghĩ nên không để ý phía trước, lúc này Tiểu Phượng Hoàng nhắc nhở hắn mới ngẩng đầu nhìn, quả nhiên phía trước con đường nhỏ có người. Cách 30 mét phía trước có một tảng đá lớn bằng phẳng dài 6-7 mét, cao hơn 1 mét nằm ở ven đường. Trên tảng đá lớn màu ghi có một người mặc áo xanh, dáng dấp nhỏ gầy, đầu đội đấu lạp khiến người ta không nhìn ra người này là người lớn hay trẻ con. Đầu gối lên cánh tay trái, hai chân bắt chéo, nhìn như đang ngủ. Dương Bách Xuyên nhớ lời dặn của tên mập, trên núi Chí Tôn có rất nhiều tán tiên tu đạo, cao thủ nhiều như mây, có thể đừng chọc vào thì đừng chọc vào. Vì vậy hắn nói với mấy người Tiểu Phượng Hoàng, đi thôi, chúng ta leo núi, không cần để ý, người ta cũng chẳng ở trên người. Sau đó mấy người tiếp tục đi về phía trước. Chẳng mấy chốc đã đi đến trước tảng đá lớn, người trên đá hình như ngủ rồi, không có động tĩnh. Mấy người Dương Bách Xuyên không muốn quấy rầy người khác ngủ, đi đường cũng không phát ra âm thanh. Ngay lúc mấy người họ sắp đi qua tảng đá đó, một giọng nói lười biếng vang lên, đứng lại. Dương Bách Xuyên híp mắt dừng lại. Quay đầu nhìn về phía tảng đá. Giọng nói phát ra từ trên tảng đá, hiển nhiên người lên tiếng là người trên tảng đá. Đạo hữu có gì chỉ giáo? Dương Bách Xuyên mở lời. Lúc này, người trên tảng đá tiện tay tháo đấu lạp xuống, chậm rãi đứng dậy. Bấy giờ mấy người Dương Bách Xuyên mới nhìn thấy diện mạo của người này, là một người vô cùng xấu xí. Mũi to, trán đầy nếp nhăn, lông mi dài nửa thước, để râu dê, mắt tam giác, răng thỏ. Mặt hình chứng, xấu đau xấu đớn. Lúc gã đứng dậy, Dương Bách Xuyên suýt bật cười thành tiếng vì đối phương cao 1m2.
gã nói bằng giọng cổ khàn đặc, nơi này là đỉnh Thánh Anh, địa bàn của bản tọa biết chưa? Muốn đi qua đỉnh Thánh Anh của ta thì phải hiểu quy củ biết không? Núi Chí Tôn không phải nơi ngươi có thể lên. Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ mũi, có lời thì nói, có dám mau thả, ta không có thời gian vòng vo với ngươi. Hỗn láo, bản tọa nói rõ vậy, muốn lên đỉnh Thánh Anh thì mỗi người các ngươi phải nộp một viên tiên thạch, nếu không. Xuống núi cho bản tọa. Tên lùn trong mắt đám người Dương Bách Xuyên vừa nói vừa phóng tạo uy áp cường đại bao phủ lên mấy người họ. Lúc này Dương Bách Xuyên cảm nhận được hóa ra thực lực tu vi của tên lùn là tứ chuyển đỉnh phong. Trước đó hắn mang tâm thái thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện nên không dò xét tu vi của tên lùn này. Nhưng lúc này hắn đã cảm nhận được. Nghe tên lùn nói xong Dương Bách Xuyên suýt thì tức quá hóa cười, không ngờ trong tán tiên cũng có thổ phỉ, còn chặn đường đánh cướp hắn, khiến Dương Bách Xuyên nổi giận. Một tán tiên tứ chuyển mà cũng dám đánh cướp hắn, còn là tên chó má kia. Hắn còn chưa lên tiếng, Tiểu Phượng Hoàng đã giận dữ nói, tên xấu xí kia, muốn đánh cướp cũng phải xem ngươi có bản lĩnh hay không, đã xấu còn nhảy ra dọa người, ta phải dạy dỗ ngươi mới được. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Phượng Hoàng tung một ngọn lửa tấn công tên lùn. Tên lùn trên tảng đá biến sắc, từ lâu gã chuyên bắt nạt kẻ yếu. Hàng năm có không biết bao nhiêu tu sĩ đến cung Chí Tôn tìm vận may nhưng không có một ai vào trong được, lâu dần phần lớn tu sĩ đến cung Chí Tôn cũng chỉ để chiêm ngưỡng cung Chí Tôn, trong đó có tu sĩ đến từ tu chân giới. Trong mắt tên lùn, mấy người Dương Bách Xuyên chỉ là tu sĩ tép diêu, nhất là Dương Bách Xuyên chỉ là một tu sĩ phi thăng cảnh, những người còn lại tràn ngập yêu khí, lại còn xinh đẹp động lòng người, khiến tên lùn nổi lòng háo sắc, nhắm tới Thiên Hồ và Mai Thỉ. Còn cô bé Tiểu Phượng Hoàng là thần điểu Phượng Hoàng thì tên lùng không để ý. Nào ngờ người ra tay đầu tiên lại là cô bé này. Một ngọn lửa đỏ rực phóng tới, ban đầu tên lùn không coi ra gì, nhưng khi ngọn lửa đến gần, gã mới phát hiện ra nó không phải ngọn lửa tầm thường. Mặt biến sắc, gã không dám đón đỡ mà lập tức tránh né ngọn lửa đỏ rực này. Ầm ầm, tên lùn tránh được, nhưng sau tiếng ầm vang, tảng đá to hóa thành cho trước mắt gã. Ngay vụn đá cũng chẳng còn. Cách rất xa mà tên lùn cũng cảm nhận được nhiệt độ cao khủng khiếp của ngọn lửa. Sau khi tảng đá hóa thành cho trong nháy mắt, tên lùn đã đáp xuống một chỗ gần đó tránh né thốt lên đầy sợ hãi, lửa Phượng Hoàng. Ngươi là hậu duệ của Phượng Hoàng. Nghe tiếng kêu thẳng thốt của tên lùn, Dương Bách Xuyên hơi kinh ngạc, không ngờ đối phương khá tinh mắt. Nhưng vẫn chưa chính xác, tiểu Phượng Hoàng không phải hậu duệ Phượng Hoàng, mà là thần điểu Phượng Hoàng chân chính. Lúc này, Dương Bách Xuyên không ra tay mà đứng một bên quan sát. Hắn biết một mình Tiểu Phượng Hoàng cũng đủ đối phó với tên lùn này rồi. Một tán tiên cao nhất cũng chỉ là tứ chuyển đỉnh phong mà thôi, đối với một thần điểu có thể đe dọa tán tiên lục chuyển như Tiểu Phượng Hoàng tất nhiên không thành vấn đề. Dương Bách Xuyên cũng biết hiện tại thứ lợi hại nhất của Tiểu Phượng Hoàng là ngọn lửa màu tím, thứ hai là lông Phượng Hoàng có diện tích tấn công lớn, thuộc loại vạn tên cùng bắn ấy. Lần trước ở Tiên Phủ Cửu Vĩ, hắn đã được chứng kiến. Giết một tên lùn chặn đường đánh cướp hẳn là chuyện nhỏ. Tuy nhiên Dương Bách Xuyên muốn nhanh chóng đi sâu vào núi Chí Tôn tìm vượng tử, hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây. Vì vậy hắn nói với con trồn trên vai, trồn nhỏ đi giúp Tiểu Phượng Hoàng, nhanh chóng giải quyết trận đấu. Chít chít, con trồn kêu chít chít, trong tiếng kêu có cảm xúc hưng phấn, dường như đã sớm không kìm nén được. Từ trước đến nay, bản tính của con trồn là không yên phận. Có điều trước giờ Dương Bách Xuyên luôn thiên vị con trồn, rất ít khi cho nó đi chiến đấu, thường thì những lúc nó ra tay đều là chủ động tấn công khi hắn gặp nguy hiểm. Lần này Dương Bách Xuyên bảo con trồn đi trợ giúp Tiểu Phượng Hoàng cũng vì muốn rèn luyện nó mà thôi, nhân tiện có thể tăng tốc kết thúc trận chiến. Sau khi Dương Bách Xuyên ra lệnh, con trồn bay vèo ra ngoài. Cùng lúc đó, Tiểu Phượng Hoàng cũng triển khai tấn công tên lùn. Chiếp! Có lẽ Tiểu Phượng Hoàng cảm nhận được nỗi lo lắng trong lòng Dương Bách Xuyên nên tấn công hết mình. Sau một tiếng chiếp, Tiểu Phượng Hoàng hóa thành bản thể, lập tức phun một ngọn lửa về phía tên lùn. Có điều ngọn lửa lần này màu tím. Nhìn rất nhỏ nhưng khi cách tên lùn 10 mét, ngọn lửa bỗng nổ tung, hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ giống đám mây hình nấm, diện tích 100 mét. Giờ đây tên lùn vô cùng sợ hãi, gã cảm nhận rõ ngọn lửa màu tím của Tiểu Phượng Hoàng đáng sợ hơn ngọn lửa lúc nãy mấy chục lần. Tên lùn nhìn ngọn lửa màu tím đập vào mặt, đốt cháy không gian xung quanh đến méo mó. Con người bỗng co lại, gã hét lên, hậu thổ chi độn. Dứt lời gã nhanh chóng lùi về sau,
đồng thời trên người phát ra quầng sáng màu vàng đất. Mặt đất ầm ầm rung chuyển, có bùn đất dồn lại trên người gã, thoát cái trên người đã đắp đầy bùn đất, hình thành một quả cầu đất cao 5-60 mét bao bọc gã bên trong, hơn nữa còn có tiên linh khí hệ thổ thiên địa cường đại không ngừng hội tụ. Tạo thành một lớp phòng ngự kiên cố. Ngọn lửa màu tím của tiểu phượng hoàng cắn nuốt quả cầu đất khổng lồ. Ba người Dương Bách Xuyên, Mai Tỷ và Thiên Hồ nhìn thấy sau khi ngọn lửa tan biến, quả cầu đất bao bọc tên lùn nhỏ lại chỉ còn 1/3. 2/3 bị ngọn lửa của tiểu phượng hoàng thiêu cháy lập tức bốc hơi, 1/3 còn lại cũng biến thành màu đỏ lửa như hòn than nung đỏ. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ cho dù tên lùn không chết cháy thì cũng biến thành gà ăn mày bên trong, à không, phải gọi là người ăn mày mới đúng. Đột nhiên Dương Bách Xuyên nhíu mày, hắn cảm nhận được năng lượng thiên địa vẫn không ngừng chui vào trong gò đất. Tức là tên lùn vẫn chưa chết cháy, vẫn ở bên trong quả cầu đất và vẫn còn sống. Như vậy lại khiến Dương Bách Xuyên có nhận thức mới về bản lĩnh của tên lùn này. Quả nhiên diễn biến tiếp theo đã chứng minh suy đoán của hắn. Một giọng nói mỉa mai từ trong quả cầu đất vang lên, tiểu nhiệt xúc muốn thiêu cháy bản tọa á, ngươi còn non lắm. Đốt càng khiến quả cầu đất được tạo thành bằng thần thông hậu thổ chi độn của bản tọa kiên cố hơn, ha ha ha. Hôm nay bản tọa chống mắt coi các ngươi có bản lĩnh gì. Nghe vậy Dương Bách Xuyên nổi trận lôi đình, tiểu phượng hoàng lại thét dài rồi định ra tay. Chít! Nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu chói tai vang vọng đất trời. Một đốm sáng vàng lóe lên rồi biến mất, vèo một cái xông vào trong quả cầu đất. Bụp! Theo âm thanh nặng nề vang lên, ánh sáng vàng biến mất trên quả cầu đất. Ngay sau đó lại chui ra từ bên kia quả cầu đất, tựa như viên đạn mang uy lực cường đại xuyên thủng một bức tường đất. Đốm sáng vàng này vô cùng mạnh. Chít chít. Tất nhiên đốm sáng vàng này là con trồn. Con trồn trở lại trên vai Dương Bách Xuyên, móng vuốt còn dính máu, kêu chít chít. Dương Bách Xuyên nhếch môi nở nụ cười, khen con trồn một câu. Chỉ có hắn nghe hiểu, cũng biết vừa rồi con trồn đã làm gì. Mà lúc này, trong quả cầu đất vang lên tiếng hét thảm thiết. Sau đó quả cầu đất ầm ầm vỡ đôi. Một giây sau, tên lùn tán tiên xuất hiện với dáng vẻ sợ hãi. Giữa trán chảy máu. Rõ ràng là lúc nãy gã đã bị con trồn tấn công, nó không chỉ phá vỡ quả cầu đất phòng ngự tên lùn tự cho là kiên cố, mà còn chui thẳng vào trong tấn công gã. Chỉ một chiêu đã phá vỡ lớp phòng ngự mà tên lùn tự cho là vô cùng mạnh. Một giây trước tên lùn còn mỉa mai ngọn lửa của tiểu phượng hoàng không làm gì được gã. Ngược lại còn gia cố cho hậu thổ chi độn gì đó của gã. Một giây sau đã bị con trồn phá hủy. Và mặt chan chát, tên lùn lộ vẻ kinh ngạc, giữa trán chảy máu, biểu cảm khó tin, sao? Sao có thể chứ, sao ngươi có thể phá vỡ tấm chắn đất dày của ta? Không thể nào, không thể nào. Nói đến cuối câu, tên lùn càng nói càng nhỏ, sau đó khí tức tiêu tán. Bộp, tên lùn ngã xuống đất, cơ thể tách làm đôi. Một đống thứ xanh xanh đỏ đỏ rơi ra, khiến người ta buồn nôn. Nhưng Dương Bách Xuyên quen rồi. Chít chít chít. Con trồn ngồi trên vai Dương Bách Xuyên, kêu chít chít về phía thi thể của tên lùn trên mặt đất, kể công với Dương Bách Xuyên. Được được được, lần này tính cho mày công đầu. Dương Bách Xuyên gượng cười bó tay với dáng vẻ trẻ con của con trồn, nhưng hắn thích dáng vẻ này của nó. Hắn cũng hiểu biết thêm về cặp móng vuốt sắc bén của con trồn, lẩm bẩm trong lòng. Xem ra trước đây mình đã đánh giá thấp móng vuốt của trồn nhỏ, có lẽ sau này con trồn có thể giúp đỡ. Tên lùn là tán tiên, vậy mà bị con trồn giết trong một chiêu, không chỉ hủy thi thể mà thần hồn cũng bị tiêu diệt. Điều này khiến Dương Bách Xuyên có cái nhìn mới về móng vuốt của con trồn. Lúc này tiểu phượng hoàng đã biến về hình người, đi tới nhìn con trồn và nở nụ cười rạng rỡ khen ngợi nó, trồn nhỏ giỏi quá. Giọng điệu giống như tỉ tỉ khen muội muội. Chít chít. Con trồn vẫn mang tính trẻ con, sau khi được tiểu phượng hoàng khen, nó vừa reo hò vừa nhảy vào lòng tiểu phượng hoàng. Trong mắt Dương Bách Xuyên, cả tiểu phượng hoàng lẫn con trồn đều là đứa trẻ. Chẳng qua bây giờ tiểu phượng hoàng đã trưởng thành hơn trước. Tiểu phượng hoàng bắt đầu trưởng thành từ lúc thôn vệ ngọn lửa trong bức tượng phượng hoàng ở động thứ ba của thánh địa tộc thần phượng. Từ sau lần ấy, tiểu phượng hoàng đã trưởng thành, không thể trưởng thành về thực lực mà vóc dáng cũng lớn hơn. Thành dáng vẻ 11-12 tuổi. Tính cách cũng thay đổi. Trước kia tiểu phượng hoàng ít nói ít cười, nhưng từ sau lần đó nàng đã thích nói thích cười hơn, chẳng hạn như bây giờ nàng chủ động nói chuyện với con trồn. Tóm lại là tiểu từ trong ra ngoài đều có sự thay đổi. Những thay đổi này của tiểu phượng hoàng khiến Dương Bách Xuyên rất vui mừng.
Sau khi giải quyết tên lùn, Dương Bách Xuyên cũng chú ý hơn. Dù sao đối phương cũng chọc vào hắn trước, không phải hắn chủ động gây sự, giết thì giết thôi, không phải sợ. Đi thôi. Dương Bách Xuyên dẫn đầu đi về phía trước. Con trồn kêu chít chít, hóa thành một đốm sáng vàng lóe lên trên thi thể của tên lùn, sau đó đuổi theo Dương Bách Xuyên, đáp lên vai hắn kêu chít chít, móng vuốt cầm một chiếc nhẫn đưa cho Dương Bách Xuyên. Tên họ Dương nào đó vui vẻ, lúc đó hắn quên mất chuyện giết người cướp của, tất nhiên không phải hắn giết người. Trước giờ con trồn tham tiền không bao giờ bỏ qua. Dương Bách Xuyên vừa khen con trồn vừa đi tiếp, chia tay nhận nhẫn chứa đồ của tên lùn. Thần thức quét qua, Dương Bách Xuyên không nhìn được hít sâu một hơi, kinh thật, xem ra tán tiên trên đảo tán tiên dầu nứt đố đổ vách. 10 cây linh dược trên vạn năm, mấy trăm cây linh dược mấy nghìn năm, còn có 10 viên tiên thạch. Tiên thạch là thu hoạch bất ngờ trong nhẫn chữ vật của người lùn. Chỉ là lúc Dương Bách Xuyên cầm một viên lên xem lại phát hiện, tiên thạch trong nhẫn chữ vật của người lùn có phẩm cấp thấp hơn viên hắn có được trong tiên phủ thiên cơ của sư nương rất nhiều. Là tiên thạch hạ phẩm nguyên tố thổ trong số thuộc tính ngũ hành, hơn nữa còn là loại yếu nhất trong số tiên thạch hạ phẩm. Có điều, cũng có thể hiểu được, theo lời lão đầu nói lúc trước, mặc dù đảo tán tiên là một phần tiên giới, nhưng sau khi rơi xuống hạ giới thì đã biến chất. Ví dụ giống như sức mạnh trời đất biến thành tiên linh khí đã giảm xuống vài cấp bậc cũng là bình thường. Nhưng điều này cũng không tệ đối với Dương Bách Xuyên. Mặc dù là tiên thạch hạ phẩm cấp thấp nhất, nhưng sức mạnh trời đất chứa đựng bên trong đã vượt qua bất cứ linh thạch nào. Tóm lại đây coi như là thu hoạch bất ngờ. Sau khi cất nhẫn chữ vật của người lùn đi, mấy người Dương Bách Xuyên tiếp tục lên núi, nơi này mới chỉ là đỉnh núi thấp nhất của núi Chí Tôn, tiếp tục đi lên còn có 72 đỉnh núi vừa, 36 đỉnh núi lớn. Bọn họ nghe được tin tức có liên quan tới Vượng Tử ở thành Tán Tiên, nhưng lại nói Vượng Tử đã vào sâu trong núi Chí Tôn, sâu trong núi Chí Tôn chắc là chỉ 36 đỉnh núi lớn. Bọn họ cũng không dám chậm trễ, tiếp tục đi về phía trước. Núi Chí Tôn chia thành dãy đỉnh núi thành ba khu vực to vừa và nhỏ, theo cách hiểu của Dương Bách Xuyên, tất nhiên là thực lực tu vi của tán tiên sống ở các đỉnh núi lớn mỗi khu vực cũng sẽ chia cao thấp, mạnh yếu. Người lùn bọn họ gặp cũng chỉ là cấp bậc tứ chuyển, bây giờ nếu tiến vào 72 đỉnh núi vừa, sợ rằng sẽ gặp phải người lợi hại hơn. Có điều Dương Bách Xuyên cũng không để ý lắm, dù sao đến cũng đến rồi. Miễn là Vượng Tử hay là vì lão đầu có thể đúc lại tiên thể thì hắn vẫn phải tiến lên, cho dù phía trước là núi đao biển lửa cũng không ngại. Sau khi đến hơn 100 mét, mấy người Dương Bách Xuyên đi qua một đoạn đường bằng phẳng, trước mặt mấy người bọn họ lại là một đỉnh núi cao lớn hơn. Hắn biết nơi này chính là phạm vi của 72 đỉnh núi vừa. Đỉnh núi ở đây có cảnh tượng mây mù lượn lờ, điều này chứng tỏ bắt đầu đi về phía một độ cao nhất định của núi Chí Tôn. Mấy người bọn họ vẫn leo lên con đường nhỏ quanh co hướng lên. Chỉ là lần này đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc leo lên đỉnh núi vừa, bọn họ đi được nửa đường thì phát hiện không còn đường để đi. Phía trước xuất hiện một tảng đá có kích thước bằng căn nhà, chắn ngay đường lên núi. Cảm nhận thật kỹ, Dương Bách Xuyên lại phát hiện có dao động năng lượng chợt lóe, không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán chắc là có người cố ý làm vậy. Nhìn tảng đá to chắn trước mắt, Dương Bách Xuyên cau mày. Hít sâu đè nén lửa giận trong lòng. Trong núi Chí Tôn có không ít tán tiên, hắn không muốn sinh thêm chuyện, hắn nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Sau đó hắn ôm quyền nói với không khí xung quanh, chủ nhân Vân Môn tiên cảnh tu chân giới Dương Bách Xuyên đi nhờ đường, vẫn mong tiên đạo hữu tạo điều kiện, đa tạ. Mặc kệ thế nào vẫn là tiên lễ hậu binh vậy. Hắn không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền, càng không phải quả hồng mềm. Người lùn lúc trước là chủ động trêu chọc vào hắn. Mấy người bọn họ giết hắn ta mà không thẹn với lương tâm. Lúc này, hắn nghĩ nếu đã đến địa bàn của người ta, thì phải khiêm tốn chút. Sau khi ôm quyền nói chuyện, rồi chờ đợi câu trả lời, hắn biết chắc chắn có người đang ở chỗ tối. Quả nhiên hắn vừa dứt lời đã có một tiếng chói tai vang lên, ha ha, tiểu bối danh tiếng lớn đấy, chủ nhân của tiên cảnh. Đủ kiêu ngạo, chẳng trách dám giết lão hàng xóm kia của ta. Mấy ngày, nếu ngươi không cho một lời giải thích, thì khỏi nghĩ tới chuyện đi nhờ đường nữa. Nghe tiếng nói của người này vang khắp bốn phương tám hướng, trong phút chốc Dương Bách Xuyên không tìm ra được vị trí, đành nói với mấy người tiểu phượng hoàng ở bên cạnh, tìm người, nghe giọng điệu của đối phương, e rằng không thể hữu nghị rồi. Nghe đối phương nói lão hàng xóm gì đó, Dương Bách Xuyên đã biết là người lùn. Không còn ai khác. Từ lúc leo lên núi Chí Tôn đến giờ bọn họ chỉ từng giết một người lùn thôi,
giữa hai người cách nhau khá gần, quả thật có thể xưng là hàng xóm. Sau khi căn dặn mấy người tiểu phượng hoàng, Dương Bách Xuyên híp mắt nói, người lùn chặn đường cướp bóc, hành hung với bọn ta, nên giết. Đó là hạng tiểu nhân vô lại, người kê đá chặn đường chắc cùng một ruột với người lùn kia, xem ra cũng không phải thứ tốt đẹp gì, có giỏi thì ra đây. Lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên nắm chặt kiếm đồ long trong tay, chém mạnh một kiếm về phía tảng đá to chắn trên đường nhỏ. Rầm ầm, một kiếm khiến tảng đá to vỡ vụn. Nếu đã biết đối phương muốn gây phiền phức, vậy Dương Bách Xuyên cũng không khách sáo nữa. Tiên lễ hậu binh, chào hỏi rồi mà mẹ nó còn không nhượng bộ, tiểu gia không phải dễ chọc đâu. Ca ca, tìm thấy hắn rồi, ở trên đại thụ cách 50 mét phía bên trái của ca ca. Lúc này, tiểu phượng hoàng truyền âm đến tai Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên thản nhiên gật đầu, bày tỏ đã biết, ra hiệu cho tiểu phượng hoàng đừng động, lần này hắn đích thân ra tay. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên thúc giục thất thải bảo y, nháy mắt biến mất tại chỗ. Giờ phút này, một ông già đang núp trong đống lá cây rậm rạp, trên đại thụ cách xa hơn 50 mét, ông ta chính là người vừa nói chuyện với Dương Bách Xuyên. Người này tên là Hùng Bạch, là chủ nhân đỉnh Bạch Ngọc của 72 đỉnh núi vừa, tu vi ở cấp bậc ngũ chuyển, chính là hàng xóm của người lùn kia, đỉnh núi của hai người cách nhau khá gần. Lúc trước, ông ta tu luyện ở đạo tràng lại cảm nhận được năng lượng trời đất có dao động, phóng thần thức ra kiểm tra thì phát hiện người lùn bị giết, thân thể biến thành hai nửa. Hùng Bạch vốn không nghĩ tới trả thù gì, nói là hàng xóm nhưng thực ra mọi người đều tự tu luyện, không có qua lại gì nhiều. Chặn đường nhóm người Dương Bách Xuyên là vì Hùng Bạch đã thấy Dương Bách Xuyên lấy nhẫn chữ vật của người lùn, bên trong có 10 tiên thạch. Lúc này Hùng Bạch nổi lòng tham, ông ta biết bình thường người lùn chỉ là quen biết mọi người thôi. Đương nhiên Hùng Bạch cũng đã tìm một lý do chính đáng cho lòng tham của mình, lý do này chính là làm hàng xóm với người lùn, bây giờ thấy hắn ta bị giết, ông ta trả thù cho hắn ta rất hợp tình hợp lý. Như vậy cũng hợp lẽ để cưỡng chế lấy nhẫn chữ vật của người lùn từ trong tay Dương Bách Xuyên. Hùng Bạch không hề lo lắng về thực lực của nhóm người Dương Bách Xuyên. Cho dù nhóm người Dương Bách Xuyên có thể giết người lùn, nhưng đó là vì thực lực của người lùn không đủ, cũng có thể là hàng xóm này quá sơ ý, tán tiên tứ chuyển bị giết cũng bình thường. Nhưng Hùng Bạch thì khác, ông ta đường đường là tán tiên ngũ chuyển. Nghe tán tiên tứ chuyển và tán tiên ngũ chuyển chỉ chênh nhau một chuyển, nhưng trên thực tế một chuyển này lại là một trời một vực, đây là cảnh giới to lớn. Cho nên Hùng Bạch chưa từng nghĩ tới mấy người Dương Bách Xuyên có thể đạt được kết quả tốt gì trong tay ông ta. Bọn họ có thể giết hàng xóm người lùn, đó là tại lão hàng xóm vô năng. Còn ông ta chưa từng nghĩ tới sẽ chịu thiệt, hơn nữa bình thường Hùng Bạch vốn là người vô cùng cẩn thận. Ông ta hay chơi trò nham hiểm, cho nên rõ ràng bản thân cảm thấy tu vi cao hơn nhóm người Dương Bách Xuyên, nhưng lại không đối đầu trực diện, cứ trốn ở chỗ tối tìm cơ hội dở trò. Ông ta cứ trốn trên cây đại thụ chờ đợi cơ hội xuất hiện, để ý tình hình trong sân bất cứ lúc nào. Nhưng Dương Bách Xuyên chém một kiếm phá vỡ tảng đá to ông ta cố ý chuyển tới chặn đường, sau đó thì tự dưng biến mất không thấy đâu, thần thức của Hùng Bách vẫn luôn chú ý tới Dương Bách Xuyên bắt đầu bao phủ trong sân, ông ta phát hiện hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ khí tức nào của Dương Bách Xuyên. Ngay sau đó, Hùng Bách cảm thấy nổi da gà, không hề do dự và chậm trễ nhảy bật lên rời khỏi đại thụ. Giác quan thứ 6 của Hùng Bạch rất mạnh, chi giác vượt xa tán tiên, điều này có liên quan tới công pháp ông ta tu luyện. Nhờ chi giác này, ông ta đã trốn thoát hết kiếp nạn này tới kiếp nạn khác trên con đường tu hành dài đằng đẵng. Mặc dù Dương Bách Xuyên chỉ là một tu sĩ phi thăng cảnh trong mắt Hùng Bạch, nhưng ông ta vẫn tin vào chi giác của bản thân. Nháy mắt Hùng Bạch rời khỏi cây đại thụ, trên đại thụ đã vang lên tiếng ầm vang, ngay sau đó đại thụ hoàn toàn đổ ngã. Sức mạnh công kích mạnh mẽ vẫn ảnh hưởng đến Hùng Bạch, khiến ông ta phun ra máu tươi. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ tản ra trong không khí, nghĩ lại sự bộc phát của sức mạnh im hơi lặng tiếng trên đại thụ, sau lưng Hùng Bạch ớn lạnh, vô cùng sợ hãi. Hắn biết chắc chắn là tiểu tử biến mất kia. Đáng sợ quá rồi. Có rất nhiều thần thông ẩn thân, thuật ẩn thân mạnh mẽ hơn nữa cũng sẽ bị nhìn ra từ phương diện nào đó, nhưng sau khi Dương Bách Xuyên biến mất, Hùng Bạch lại không cảm nhận được chút dao động năng lượng nào. Điều này chứng tỏ thần thông ẩn thân của Dương Bách Xuyên không hề có sơ hở, tên này là quái thai. Trong cảm nhận của Hùng Bạch, khí tức tản ra giữa trời đất sau khi đại thụ đổ gãy lại còn mạnh hơn tán tiên ngũ chuyển như ông ta một bậc. Hùng Bạch bay khỏi đại thụ nhưng vẫn hộc máu do sự ảnh hưởng của dư ba, lúc này ông ta không hề dừng lại, trực tiếp bay về phía xa.
Ông ta có cảm giác tiểu tử tên Dương Bách Xuyên này chắc chắn có thực lực xử lý ông ta. Hùng Bạch vô cùng sợ hãi, không hề dừng lại mà bỏ chạy, cũng không cảm thấy mất mặt, đây là tinh thần và tính cách của ông ta. Ở lại mới là không ổn, tu luyện mấy nghìn năm, Hùng Bạch hiểu được một đạo lý, bất cứ lúc nào chỉ cần có thể sống sót mới có thể là cường giả. Chết rồi thì chỉ là một đống đất vàng, tan thành mây khói. Dương Bách Xuyên xuất hiện cách cây đại thụ không xa, hắn lộ rõ thân hình rồi nhìn đám người đang chạy trốn ở phía xa, lẩm bẩm một câu, lại nhà một tên nhạy bén. Kể từ lần trước sử dụng công năng ẩn thân của Thất Thải Bảo Y, sau thành công rực rỡ ở Tiên Phủ Cửu Vĩ, Dương Bách Xuyên cho rằng sẽ rất dễ dàng tiêu diệt được những tên ấn nấp trên cây đại thụ này, ai biết hắn có khứu giác nhạy bén như vậy, khi hắn ẩn thân ra tay lại không chút do dự mà bỏ chạy. Hơn nữa còn không dừng lại chút nào, vô cùng quyết đoán. Chuyện này khiến trong lòng hắn lấy làm lạ và cũng đã nâng cao cảnh giác, xem ra những tán tiên ở núi Chí Tôn này cũng không hoàn toàn là những người lùn ngốc nghếch. Hắn không đuổi theo bởi vì tốc độ của đối phương vô cùng nhanh, dù có đuổi theo cũng chưa chắc đuổi kịp, đối với hắn thì đuổi theo chỉ lãng phí thời gian mà thôi, miễn là không cản trở hắn trèo lên là được. Mai Tỷ bay đến hỏi, không đuổi theo à? Nàng ấy cũng đã nhìn thấy khoảnh khắc có người bay từ cây đại thụ ra để chạy trốn. Dương Bách Xuyên lắc đầu, không đuổi đâu, nhạt nhẽo lắm, quan trọng nhất là phải nhanh chóng tiến sâu vào núi Chí Tôn để tìm Vượng Tử. Đúng vậy, vậy thì đi thôi. Sau đó mấy người họ lại tiếp tục đi lên núi, thực ra đỉnh núi Thất Thập Nhị Trung cao hơn những đỉnh núi nhỏ rất nhiều, họ cũng chỉ leo được đến lưng chừng núi mà vẫn cách đỉnh núi rất xa. Đợi đến khi leo lên được đỉnh núi trung tâm rồi mới có thể tiến vào đỉnh núi Tam Thập Lục Đại được, mới biết được phần sâu nhất của núi Chí Tôn là ở đâu. Địa thế của toàn bộ ngọn núi Chí Tôn phân từng bậc giống như cầu thang và có rất nhiều đỉnh núi, nhưng chỉ có một con đường chính dẫn lên đỉnh núi, nếu như đi nhầm vào một con đường mòn khác thì chỉ có thể càng đi càng xa thôi, không thể lên đến đỉnh núi cũng không thể đi đến nơi sâu nhất của núi Chí Tôn. Chưa kể mấy người của Dương Bách Xuyên tiếp tục leo lên núi, còn Hùng Bạch điên cuồng bỏ chạy lại có thể chạy một mạch lên tới đỉnh núi, nhưng ông ta không quay về động phủ của mình mà lại đi đến một ngọn núi khác. Hùng Bạch không đi đến đạo tràng của mình mà lại đi đến đạo tràng của người khác, bởi vì ông ta có hai lý do. Một là đạo tràng của ông ta nằm trên con đường chính dẫn lên đỉnh núi, ông ta sợ Dương Bách Xuyên tìm đến gây phiền hà cho mình cho nên mới không dám quay về đạo tràng của mình. Thứ hai là vì Hùng Bạch cảm thấy ấm ức không cam tâm, ông ta đường đường là một tán tiên ngũ chuyển trải qua ngàn năm tu luyện, còn xuất sơn từ đại tông đại môn mà từ khi nào lại trở nên nhếch nhác đến vậy. Cho nên ông ta không nuốt trôi được cục tức này nhưng cũng biết mình không phải là đối thủ của Dương Bách Xuyên, cho nên ông ta cần phải đi tìm một người bạn tốt để giúp mình chút cơn tức này. Cách đạo tràng của ông ta không xa có một đạo thành, đó là đạo tràng của Vạn Linh Chân Nhân. Trước khi Vạn Linh Chân Nhân bình giải thì ông ta là đệ tử tu chân giới của Thánh Địa Vạn Linh, từ khi sinh ra ông ta đã là cấp cao của Thánh Địa, sau khi đến đảo Tán Tiên thì giữa những đệ tử Thánh Địa này đã có mối liên hệ với nhau từ lâu. Quy tắc của đảo Tán Tiên không cho phép thành lập bất kỳ tông môn nào, nhưng đối với những đệ tử thánh địa như bọn họ thì vẫn sẽ liên lạc với nhau như cũ. Sở dĩ Hùng Bạch đến tìm Vạn Linh Chân Nhân là vì họ đã biết nhau khi còn ở tu chân giới, ông ta cũng từng cứu Vạn Linh Chân Nhân một mạng, cho nên kể từ khi đến đảo Tán Tiên, mối quan hệ của họ còn tốt hơn trước. Vạn Tiên Chân Nhân có mạng lưới quan hệ rất lớn mạnh, các đệ tử tu chân giới bát đại thánh địa ở đảo Tán Tiên vẫn là một vòng tròn nhỏ. Mỗi người đều có thần thông riêng biệt và cũng là tán tiên ngũ chuyển, cũng là những người xuất sắc nhất trong cấp ngũ chuyển, để đối phó với mấy người Dương Bách Xuyên sẽ không thành vấn đề, cho nên Hùng Bạch mới tìm đến đó. Một ngọn núi trúc lâm, bên trong rừng tử trúc. Hùng Bạch xuất hiện bên ngoài sân viện lợp bằng cỏ tranh ở trong rừng tử trúc. Xem ra phong cách cổ kính rất có tính nghệ thuật, hàng rào thấp bé được đan bằng tử trúc, nhìn thoáng qua có thể nhìn thấy bên trong sân viện có ba gian nhà tranh. Gian nhà tranh ở giữa là cao lớn nhất còn hai gian ở hai bên thì bằng nhau, cách bố trí rất hợp lý. Mặc dù nhỏ nhưng rất đầy đủ, cũng có cổng chính, tấm biển trên cổng có ghi tử trúc cư. Đây chính là đạo tràng của Vạn Linh Chân Nhân. Phong thái của mỗi người tu hành đều không giống nhau, đạo tràng của Hùng Bạch hoàn toàn khác với đạo tràng này, có thể được coi là nguy nga lộng lẫy. Sau khi bước tới cửa thì Hùng Bạch cũng không vội đi vào trong mà nán lại ngoài cổng hồi lâu. Ông ta suy nghĩ chuẩn bị viện lý do như thế nào. Nhưng ông ta còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì cánh cổng chính bằng cỏ trang đã tự động mở ra, sau đó có một giọng nói lớn vang lên, Hùng lão đệ đến rồi sao lại không vào, nhanh vào đây đi, mấy ngày rồi đệ không đến.
Mau vào đây đi, đúng lúc có vài người bạn cũ đến trước, ta đợi đệ vào uống rượu trò chuyện. Nghe thấy giọng nói này khiến Hùng Bạch giật mình, sắc mặt của ông ta hơi tái nhợt, vết máu trên khóe miệng còn chưa kịp khô đi. Thật ra là ông ta cố ý không lau đi vết thương do cú đánh của Dương Bách Xuyên gây ra, ông ta đến đây để buôn than bán vãn khiến cho Vạn Linh Chân Nhân phải ra tay. Bây giờ ông ta nghe Vạn Linh Chân Nhân nói có vài người bạn cũ thì Hùng Bạch đã biết đó là mấy tán tiên bát cửu tu chân giới của Đại Thánh Địa, ông ta mừng thầm trong lòng, đúng lúc ông ta muốn thử xem bọn họ có muốn cùng nhau ra tay tiêu diệt mấy người Dương Bách Xuyên không, chút cơn tức trong lòng ông ta. Ông ta đảo mắt, đột nhiên Hùng Bạch bật khóc rồi loạng choạng bước vào cổng lớn, vừa vào đến sân viện thì ông ta đã hét lên, Vạn Linh đạo huynh hãy làm chủ cho ta. Lời vừa dứt, Hùng Bạch cũng đã đi vào được đại sảnh của nhà tranh. Lúc này người ngồi ở chiếc ghế đầu tiên trong đại sảnh là một người đàn ông trung niên mặc đồ trắng, mỗi bên trái phải của ông ta có thêm hai người nữa, có già có trẻ. Nhưng sau khi Hùng Bạch đi vào, Vạn Linh Chân Nhân đứng bật dậy trầm giọng nói, tên nào ăn gan hùm mật gấu lại cả gan dám đả thương Hùng lão đệ. Cả Vạn Linh Chân Nhân và bốn người còn lại đều chăm chú nhìn Hùng Bạch, mọi người vừa nhìn thấy bộ dạng của Hùng Bạch thì đã biết ông ta bị người ta đả thương. Lúc này sắc mặt của Hùng Bạch tối sầm. Ông ta nói, là một tiểu tử đến từ tu chân giới, hắn tự xưng là Dương Bách Xuyên là chi chủ của vân môn tiên cảnh gì đó, hắn đã giết chết tiểu đệ hàng xóm của ta nên tiểu đệ cũng chỉ bước lên hỏi hắn nguyên do, vậy mà hắn lại đánh đập tàn nhẫn tiểu đệ. Ôi, đều là do tiểu đệ kém cỏi nên mới bị tên tiểu tử gàn dở đó đả thương, cầu xin Vạn Linh đạo huynh làm chủ cho tiểu đệ. Hừ, to gan thật, dám dở thói lưu manh ở núi Chí Tôn, chẳng lẽ hắn là tán tiên lục chuyển sao? Vạn Linh Chân Nhân trầm giọng hỏi. Hùng Bạch, không phải, tiểu tử đó chỉ là tu chân giả mới đạt đến phi thăng cảnh thôi chứ không phải tán tiên lục chuyển. Một tu chân giả chỉ đến bậc phi thăng cảnh lại có thể đả thương đệ sao? Vạn Linh Chân Nhân ngạc nhiên hỏi. Hùng Bạch cười khổ, Vạn Linh đạo huynh không biết thôi, không biết là tên tiểu tử đó đã tu luyện bí pháp ẩn thân gì khiến tiểu đệ không hề phát giác được chút khí tức nào từ hắn, vậy nên ta mới biết không phải là tu vi của tiểu tử đó cao. Lúc này Hùng Bạch vì muốn kéo Vạn Linh Chân Nhân xuống nước để giúp mình chút giận nên nói nửa thật nửa giả, ông ta che giấu nguyên nhân ông ta cảm nhận được khí tức của Dương Bách Xuyên còn mạnh hơn ông ta. Trong lúc hai người họ đang nói chuyện thì có một lão giả tầm 60 tuổi trong đó đứng dậy, ông ta nhìn chằm chằm Hùng Bạch rồi nói, Hùng đạo hữu, ngươi vừa nói tiểu tử đó tự xưng là chủ nhân vân môn tiên cảnh, tên là Dương Bách Xuyên sao? Ngoài Vạn Linh Chân Nhân ra thì nãy giờ Hùng Bạch còn chưa nhìn bốn người còn lại. Nhưng ông ta cũng có thể đoán rằng những người có thể uống rượu đàm đạo với Vạn Linh Chân Nhân thì chắc chắn sẽ là tán tiên có xuất thân từ thánh địa. Rõ ràng ông ta có thể đoán được nhưng ông ta vẫn cố tình nhìn Vạn Linh Chân Nhân hỏi, ta vẫn chưa hỏi các vị đạo hữu đây là. Vạn Linh Chân Nhân ngây người, sau đó cười gượng gạo giới thiệu với Hùng Bạch, ta quên không giới thiệu với lão đệ, vị này là Ngưu đạo hữu, là tán tiên ngũ chuyển đến từ Bạch Luyện Sơn Trang, đây là Mã đạo hữu của thánh địa U Linh, Long đạo hữu của núi Thiên Kiếm. Vị thứ tư là Hầu đạo hữu là tán tiên của thần Phù Linh Tông. Trước đây khi ở tu chân giới, bọn ta đều là bạn tốt, chỉ là mấy người họ thường ngao du khắp nơi hay là bế quan nên hiếm khi đến đây. Sau khi giới thiệu sơ lược cho Hùng Bạch xong, Vạn Linh Chân Nhân nói với bốn người kia, vị này là Hùng Bạch, cũng là bạn tốt của ta, hắn từng cứu mạng ta. Hùng Bạch tiểu đệ xin chào bốn vị đạo huynh, mặc dù đều là tán tiên ngũ chuyển nhưng cũng phân cấp bậc cao thấp. Hùng Bạch biết bản thân ông ta thuộc tán tiên ngũ chuyển bậc thấp nên không thể so với những vị tán tiên ngũ chuyển có xuất thân cao quý này, vì thế khi nói chuyện ông ta luôn giữ thái độ khiêm nhường. Bốn người họ đều rất có ích, bọn họ cũng có thiện cảm với Hùng Bạch. Hùng đạo hữu lễ độ quá. Sau khi bốn người họ đáp lễ thì lão giả đến từ Bạch Luyện Sơn Trang nói, Hùng đạo hữu, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. À, gặp được các vị đạo hữu ta kích động quá nên quên mất, xin thứ lỗi. Không sai, tiểu tử đó tự xưng là Dương Bách Xuyên của vân môn tiên cảnh đến từ tu chân giới, tiểu đệ không nghe nhầm đâu. Hùng Bạch nói vô cùng chắc chắn. Lúc này cả bốn người kia đều đưa mắt nhìn nhau. Sau đó tán tiên họ Long ở núi Thiên Kiếm xa sầm mặt nói, tốt lắm, mấy năm qua ta luôn tìm cơ hội báo thù cho sư đệ của ta nhưng vì thiên đạo hạn chế tán tiên quá lớn mà ta mãi vẫn không tìm được. Bây giờ tiểu tử đó đã tự dâng đến cửa, lần này ta không thể để hắn thoát được. Không sai. Năm đó ma tộc bùng lên ở tu chân giới, ta cùng mấy người khác đi giết ma nhưng không ngờ lần đó lại bị tên tiểu tử Dương Bách Xuyên đó giết, lần này ta nhất định phải lột da rút gân hắn. Vị tán tiên họ Ngưu của Bách Luyện Sơn Trang trầm giọng nói.
Đúng, không thể tha cho Dương Bách Xuyên, năm đó trong số tán tiên đi còn có một tiểu đồ đệ của lão phu, hắn là thiên tài hiếm thấy nhưng đáng tiếc đã bị tên tiểu tử Dương Bách Xuyên đó giết chết, hôm nay lão phu phải báo thù cho đồ đệ của mình. Nhắc đến Dương Bách Xuyên ở tu chân giới, các tán tiên của mấy thánh địa lớn đều nghĩ, tiểu tử này chính là kẻ đã dê người được phái đi trấn áp ma tộc ở tu chân giới 200 năm trước. Tán tiên năm đó đều chết sạch trong tay Dương Bách Xuyên, không ai trở về, đương nhiên ngoại trừ tán tiên của Hoàng Triều Hiên Viên và Trường Sinh Điện, còn lại đều chết trong tay ma tộc, hoặc là chết trong tay Dương Bách Xuyên. Cái chết của mấy vị tán tiên năm đó còn liên quan đến Lục Nhĩ Mi Hầu, nếu không vói mình Dương Bách Xuyên không thể nào xử lý bọn họ. Nhưng đối với các tán tiên của đảo tán tiên, dù thế nào, cái chết của các tán tiên năm đó đều quy cho Dương Bách Xuyên. Đảo tán tiên vào dễ ra khỏ, điều quan trọng nhất là các tán tiên của đảo tán tiên muốn đến tu chân giới đều phải áp chế tu vi xuống cấp 3, có nhiều hạn chế. Cho nên tuy biết mấy tán tiên đồng môn đã chết trong tay Dương Bách Xuyên, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, cứ như vậy 200 năm trôi qua. Nhưng các tán tiên ở đảo tán tiên đều nhớ kỹ mối thù này với Dương Bách Xuyên. Không đến tu chân giới tìm Dương Bách Xuyên báo thù không có nghĩa là đã quên. Hơn nữa một vài đại lão tán tiên cũng chú ý tới, tỏ vẻ bất mãn với Dương Bách Xuyên, thậm chí còn trừng phạt hai tán tiên duy nhất còn sống năm đó, đến nay vẫn chưa thả ra. Hai tán tiên năm đó là người khai sáng của Hoàng Triều Hiên Viên và Trường Sinh Diệt. Năm đó Nạp Lan Ngự Phong cấu kết với ma tộc hai người này đều không tham gia, cũng là bởi vì có quan hệ sâu xa với Dương Bách Xuyên cho nên mới không bị giết. Kết quả sau khi trở về đảo tán tiên lại bị mấy vị đại lão khiển trách. Ở đảo tán tiên có mấy lão quái vật cấp 6, xuất thân từ các thánh địa, những người này tồn tại như kim tự tháp trên đảo tán tiên. Cũng bởi vì xuất thân từ thánh địa cho nên khi ma tộc bùng nổ ở tu chân giới, mấy vị đứng đầu đảo tán tiên đã phái người đến tu chân giới. Kết quả đều bị Dương Bách Xuyên giết, điều này khiến các tán tiên đứng đầu vô cùng bất mãn, như thể bị tát vào mặt. Mấy đại lão bất mãn với Dương Bách Xuyên, những tán tiên bên dưới càng bất mãn hơn. Ví dụ như Vạn Linh Chân Nhân hiện giờ, sau khi nghe thấy cái tên Dương Bách Xuyên liền nghĩ ra là ai. Khi tứ đại tán tiên nói ra lời này, Vạn Linh Chân Nhân cũng đã nhớ ra Dương Bách Xuyên là ai. Chuyện năm đó hắn ta đương nhiên cũng có nghe nói qua, lão tổ phía trên còn tức giận. Chỉ có Hùng Bạch nghe không hiểu, nhưng trong lòng cũng mừng rỡ, xem ra mấy người này cũng có thù với Dương Bách Xuyên, vậy thì tốt rồi. Hùng Bạch giả ngu nói, các đạo huynh, nghe mọi người nói vậy, xem ra mọi người và tiểu tử Dương Bách Xuyên kia có tranh chấp sao? Lúc này Vạn Linh Chân Nhân đáp, đâu chỉ là vậy, 200 năm trước khi ma tộc bạo phát ở tu chân giới, các lão tổ đã phái người đi diệt ma, nào ngờ tán tiên của các thánh địa phái đi đều bị tiểu tử Dương Bách Xuyên kia giết chết, chuyện này xảy ra khi ngươi đang bế quan nên không biết, các lão tổ đều không hài lòng, hôm nay người của Thông Tiên Cung và Đao Chủng không tới, nếu không sẽ càng náo nhiệt. Sau khi nghe Vạn Linh Chân Nhân giải thích như vậy, Hùng Bạch đã hoàn toàn hiểu rõ, hiện tại không cần ông ta xúi giục nữa, năm người có mặt ở đây ra tay, thì Dương Bách Xuyên chết chắc rồi. Chư vị đi thôi, xem thử tiểu tử Dương Bách Xuyên kia rốt cuộc có bản lĩnh gì, bắt hắn giao cho các lão tổ xử lý. Vạn Linh Chân Nhân đứng dậy nói. Đi. Hùng lão đệ dẫn đường đi. Sáu người lập tức rời khỏi rừng tử trúc tìm Dương Bách Xuyên tính sổ, ai nấy cũng rất tích cực. Bởi vì trong mắt mấy người Vạn Linh Chân Nhân, xem Dương Bách Xuyên là một món quà để lấy lòng các vị lão tổ. Chuyện này trong lòng mọi người đều rõ ràng, chỉ không nói ra mà thôi. Tán tiên xuất thân từ tám đại thánh địa nhiều đến mức nào chứ? Nhưng có thể bình an vượt qua tán tiên thiên kiếp cấp 6, cả tu chân giới này sợ là không có mấy này. Thành thật mà nói, các thánh địa đều có tán tiên lão tổ cấp 6 tồn tại, nhưng tán tiên cũng phân cao thấp giống người tu chân. Nói chính xác thì tán tiên có thể đạt tới đỉnh của cấp 6, trong số các thế lực của mấy thánh địa lớn cũng chỉ có 3 người. Phần còn lại đều chưa đạt tới đỉnh. Nhưng có thể trở thành tán tiên cấp 6 cũng đã rất có thực lực rồi. Bởi vì tán tiên có 12 kiếp, mỗi 3 cấp chính là một ranh giới rất lớn, cấp 3 một lần, cấp 6 một lần, cấp 9 một lần, cấp 12 một lần. Mỗi lần đều mạnh hơn lần trước. Đừng thấy bọn họ đều là tán tiên cấp 5. Nhưng đối mặt với thiên kiếp của tán tiên cấp 6, 6 người bọn họ không ai dám chắc 100% có thể vượt qua, xác suất vô cùng nhỏ. Cho nên tán tiên cấp 6 ở đảo tán tiên chính là cường giả, trong đó kỳ thật có 3 vị lão tổ đã đạt tới cấp 6 đỉnh cao, là nhân vật mạnh mẽ pháp lực thần thông.
Bọn họ không chỉ có tu vi thâm hậu mà còn nắm giữ nhiều truyền thừa thần thông, nếu có thể nịnh nọt bọn họ, tùy tẹn cho một thần thông cũng giúp thực lực tăng mạnh. Đương nhiên mấy người vạn linh chân nhân không chỉ coi trọng truyền thừa thần thông của các vị lão tổ mà hơn nữa là muốn biết được các vị lão tổ đã độ kiếp qua tán tiên thiên kiếp cấp 6 này như thế nào. Đây mới là mục đích thật sự khiến bọn họ vừa nghe thấy Dương Bách Xuyên đến gây rắc rối liền kích động muốn đi bắt hắn. Còn về báo thù cho mấy tán tiên đã mất kia, chỉ là một cái cớ mà thôi. Bắt Dương Bách Xuyên để nịnh bợ các vị tán tiên lão tổ mới là mục đích thật sự. Hùng Bạch dẫn đường, 6 người rời núi đi bắt Dương Bách Xuyên. Mà Dương Bách Xuyên lúc này đương nhiên không biết, Hùng Bạch đến tìm Vạn Linh Chân Nhân nói ra cơn tức của mình, trùng hợp là 4 vị khách của Vạn Linh Chân Nhân đều ở đó, cư nhiên đều là tán tiên của các thành địa lớn, đều có thù với Dương Bách Xuyên. Huống hồ việc các tán tiên bị giết trong trận đại chiến giữa Vân Môn và Ma Tộc năm đó, sau hơn 200 năm bọn họ vẫn còn nhớ rõ. Chuyện năm đó cũng bị một số đại lão của đảo tán tiên chú ý, biểu đạt bất mãn với hắn, hiện giờ các tán tiên dưới quyền các đại lão đều nhắm vào hắn như chó săn. Lúc này đã qua 4 canh giờ, Dương Bách Xuyên, Mai Tỷ, Thiên Hồ, Tiểu Phượng Hoàng và Chồn Nhỏ chỉ mới đi được nửa đường, ngẩng đầu nhìn vẫn không thấy điểm cuối của đỉnh núi. Đỉnh núi Thất Thập Nhị Trung quả nhiên lớn hơn 108 đỉnh núi nhỏ, Thiên Hồ cảm thán nói. Dương Bách Xuyên đi phía trước, nghe Thiên Hồ nói vậy, hắn cười nói, Thiên Hồ tỷ tỷ, hay là tỷ xuống núi chờ đi, đợi ta tìm được vượng tử giải quyết xong xuôi, chúng ta gặp nhau ở tán tiên thành dưới chân núi. Hừ, tỷ tỷ không phải người sợ phiền phức, không cần phải vậy, đệ đừng lo, tỷ tỷ sẽ không cản trở ngươi đâu, đừng thấy ta chỉ mới tu vi phi thăng cảnh sơ kỳ. Nhưng thực lực không thua kém đệ đâu, ha ha, Thiên Hồ đương nhiên hiểu Dương Bách Xuyên có ý gì, đơn giản là sợ nàng ta đi theo sẽ chịu khổ, không muốn liên lụy nàng ta mà thôi. À, Thiên Hồ tỷ tỷ, ta cũng không phải sợ tỷ sẽ cản trở, nói thật thì lần này ta không biết phải đi bao lâu, chỉ sợ làm lỡ thời gian của tỷ. Dương Bách Xuyên nửa thật nửa đùa nói. Thiên Hồ trợn mắt, được rồi, năm đó chúng ta cùng nhau chiến đấu với Hóa Thê Lương, cũng xem như có giao tình sinh tử. Không cần phải khách sáo như vậy. Được rồi, vậy tiếp theo Thiên Hồ tỷ tỷ phải tự lo cho mình, ở đây có rất nhiều tán tiên, nếu có một người chạy thoát thì sẽ càng phiền phức hơn. Được, mấy người vừa đi vừa trò chuyện, tốc độ dưới chân cũng không chậm lại, qua mấy canh giờ sau, Mai tỷ đột nhiên nói, Vân tử, hình như sắp đến đỉnh núi rồi. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn, quả nhiên trong sương mù dày đặc, hắn có thể nhìn thấy thứ gì đó tồn tại cách xa hàng ngàn mét. Có lẽ sắp đến đỉnh núi rồi. Dương Bách Xuyên có tinh thần trở lại, chúng ta tăng tốc đi. Mới đi được vài bước, Dương Bách Xuyên đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, hắn nói, không xong rồi, chuẩn bị chiến đấu, cái tên chạy trốn lúc nãy lại tới rồi. Dương Bách Xuyên bề ngoài có vẻ thoải mái, nhưng thật ra không hề buông lỏng cảnh giác, thả thần thức ra cảm nhận thay đổi xung quanh. Ở núi Chí Tôn thần thức đương nhiên có hạn chế, nhưng Dương Bách Xuyên vấp có thể phóng thần thức ra 300 mét. Hắn phát hiện có 6 người đang đi về phía bọn họ, dẫn đầu chính là người vừa thoát khỏi đại thụ, phía sau còn có 5 người. Rõ ràng là đối phương đã đi tìm viện binh. Lúc này Dương Bách Xuyên dừng lại, nheo mắt nhìn 6 người càng lúc càng gần. Hắn không chút lo lắng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được tu vi của mấy người này đều là tán tiên cấp 5. Nếu là tán tiên cấp 6, có lẽ hắn còn kiêng dè một chút, nhưng tán tiên cấp 5 đối với Dương Bách Xuyên bây giờ, hắn căn bản không để vào mắt. Hai bên không hẹn mà gặp. Dương Bách Xuyên nheo mắt nhìn, 6 người đều là tán tiên cấp 5, nhưng trong đó có mạnh có yếu, thực lực của tán tiên cũng giống như tu chân, cũng có những cảnh giới nhỏ, chẳng qua Dương Bách Xuyên không biết cụ thể, nhưng cũng chỉ khác cách gọi mà thôi. Nhìn thấy mấy người này, hắn liền biết hẳn là không sai. Lúc này đối phương cách Dương Bách Xuyên hơn 30 thước. Vạn Linh Chân Nhân nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, bình tĩnh nói. Tiểu tử ngươi chính là Dương Bách Xuyên của Vân Môn tu chân giới. Dương Bách Xuyên không biết đối phương là ai, nhưng rõ ràng không phải người tốt, hừ lạnh đáp, là ta, còn ngươi là ai? Ha ha, là tiểu tử ngươi thì dễ giải quyết rồi, lão phu chính là tán tiên của thánh địa, 200 năm trước ngươi đã giết bao nhiêu tán tiên đến tu chân giới phục ma rồi. Vạn Linh Chân Nhân hỏi lại. Lúc này Dương Bách Xuyên đã hiểu, là tán tiên của mấy thánh địa ở tu chân giới đến báo thù. Dương Bách Xuyên biết sẽ sớm có ngày này, nhưng không ngờ lại gặp nhau ngay tại đây. Nếu đã là kẻ thù, vậy thì không cần phải khách khí nữa. Hắn nghiêm mặt cười ha ha, ta còn tưởng là ai, hóa ra là tìm ta trả thù,
nhưng mà năm đó ta quả thực đã giết hết đám khốn kiếp cấu kết với ma tộc kia. Vô sỉ, kiêu ngạo như vậy, Vạn Linh đạo huynh, nếu là hắn thì cứ trực tiếp bắt lại, không cần nhiều lời. Tán Tiên núi Thiên Kiếm lên tiếng mắng. Nói xong liền ra tay với Dương Bách Xuyên, trong tay lóe lên một tia hàn quang, sau đó biến mất tại chỗ, biến thành một tàn ảnh lao về phía Dương Bách Xuyên. Đại địa liệt, Tán Tiên của núi Thiên Kiếm trầm giọng nói ba chữ, chỉ kiếm về phía Dương Bách Xuyên, người của núi Thiên Kiếm tu kiếm đạo, đại địa kiếm cũng là kiếm kỹ thành danh của ông ta. Một kiếm chém ra, mang theo sức mạnh pháp tắc mạnh mẽ chém về phía Dương Bách Xuyên. Đám người Vạn Linh chân nhân không động thủ mà đứng yên nhìn, bọn họ cũng muốn xem thử bản lĩnh của Dương Bách Xuyên, càng biết vị núi Thiên Kiếm này muốn lập công trước, dù sao nếu ai bắt được Dương Bách Xuyên đưa đến trước mặt các vị lão tổ trước cũng sẽ có ưu đãi, mấy người có mặt đều hiểu, nhưng cũng không sốt ruột. Có thể tu luyện đến trình độ này, đều không phải người lỗ mãng, cẩn thận đã dung nhập vào xương cốt của bọn họ. Người bốc đồng đã biến thành cho bụi từ lâu. Điều này Tán Tiên núi Thiên Kiếm ra tay với Dương Bách Xuyên trước cũng biết, mặc dù ông ta giành ra tay trước, nhưng vẫn rất cẩn thận, duy trì khoảng cách tương đối với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng đã chú ý đến chi tiết này, trong lòng thầm nghĩ, mấy lão già này đúng là cáo già. Bề ngoài nhìn qua, Dương Bách Xuyên trong mắt những Tán Tiên cấp 5 này chỉ là một tiểu tử phi thăng cảnh nho nhỏ mà thôi, kém hai cảnh giới khác nhau, chẳng khác nào sư tử vồ thỏ. Dương Bách Xuyên trong lòng có chút ngưng trọng, cũng cảnh giác vài phần, hắn càng phải cẩn thận với mấy lão Tán Tiên này. Thấy đối phương xuất hiện, trong lòng Dương Bách Xuyên cười lạnh, bàn về kiếm thì ta chưa từng sợ ai. Từ lúc bắt đầu tu chân, hầu hết các đòn công kích của hắn đều là kiếm kỹ, Hắc Liên kiếm quyết, Phong Lôi kiếm, vân vân, đến hiện giờ sử dụng phá không kiếm đạo, kiếm kỹ đã biến thành kiếm đạo pháp tắc, chiến đấu bằng kiếm, hắn chưa bao giờ thua. Đúng lúc này, Tán Tiên của núi Thiên Kiếm ra đại địa kiếm, Đồ Long kiếm trong tay Dương Bách Xuyên lóe lên, đột nhiên chém ra, trong miệng lẩm bẩm, phá không. Chạm. Lấy kiếm đối kiếm. Kiếm đạo của đối phương mang theo sức mạnh pháp tắc, phá không kiếm của hắn cũng vậy. Lúc này người ở hai bên chiến trường, dù là phía Vạn Linh chân nhân hay phía Mai Tỷ, Thi Hồ đều chăm chú quan sát Dương Bách Xuyên và Tán Tiên núi Thiên Kiếm. Tiểu Phượng Hoàng toàn thân tỏa ra ngọn lửa, nói với Mai Tỷ, Mai Tỷ, hay là ta đi giúp ca ca. Mai Tỷ là nữ nhân của Dương Bách Xuyên, Tiểu Phượng Hoàng và những người khác đều tôn trọng ý kiến của nàng ấy. Tạm thời không cần, một Tán Tiên cấp 5 mà thôi, phân tử có thể ứng phó được, chúng ta để mắt tới 5 người còn lại, nếu bọn họ có hành động khác thường, chúng ta sẽ ra tay, không cần nương tay, nếu lên thì cứ giết chết bọn họ, dùng hết toàn lực, mấy Tán Tiên cấp bậc này đều là lão quái vật, thủ đoạn vô biên, cho nên cứ giết bọn họ trước chúng ta mới không gặp nguy hiểm. Lúc Mai Tỷ nói chuyện, trong mắt lóe lên, đồng tử hoàn toàn chuyển sang màu vàng. Thiên Hồ ở bên cạnh nghe Mai Tỷ nói chuyện, cũng xem trọng nhìn thoáng qua nàng ấy một cái, trong lòng thầm nói, không hổ là nữ nhân của tiểu tử kia, người nào cũng thông minh quyết đoán, nhưng mà... lão nương đây cũng không kém. Biết rồi Mai Tỷ. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu. Chồn nhỏ, lát nữa ngươi để mắt đến phía vân tử xem có thay đổi gì thì xông lên, biết chưa? Mai Tỷ cũng biết khả năng của chồn nhỏ, nàng ấy biết chồn nhỏ không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì đều là sát chiêu, vô cùng kỳ diệu. Chi chi, chồn nhỏ kêu chi chi, tỏ vẻ đã hiểu. Thiên Hồ cảm thấy mình cần lên tiếng, tuy tu vi của nàng ta là phi thăng cảnh sơ kỳ, nhưng nàng ta cũng là yêu tộc, hơn nữa còn có thể tiến hóa thành tiên hồ, ở cửu vĩ tiên phủ đã tu luyện được 9 cái đuôi, nhưng đến giờ còn chưa chân chính bày ra bản lĩnh thật sự của mình. Nếu đã quyết định đi theo Dương Bách Xuyên, vậy nhất định phải biểu hiện ra ngoài, nếu không chẳng phải sẽ bị nữ nhân của Dương Bách Xuyên xem nhẹ, trở thành một bình hoa. Đây cũng không phải phong cách của hồ tộc kiêu hãnh của nàng ta. Cho nên Thiên Hồ mỉm cười nói với Mai Tỷ, nếu lát nữa đối phương động thủ, ta có thể giữ chân ít nhất 4 người, Tiểu Phượng Hoàng đi cùng ta, nhất định có thể giết họ trong chớp mắt. Thiên Hồ lên tiếng, Mai Tỷ vốn đang nhìn chằm chằm phía Dương Bách Xuyên đột nhiên giật mình. Phản ứng đầu tiên của Mai Tỷ là không tin, nhưng nghĩ lại nàng ta là cửu vĩ hồ, tiến hóa tới cấp bậc yêu hồ, chỉ còn kém một bậc tiên hồ, năm đó cũng tham gia vào trận chiến thiên trảm hóa thê lương, là lão yêu tinh niết bàn trùng sinh, trong lòng nàng ấy cũng dần bình tĩnh lại. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này quan trọng, Thiên Hồ hẳn cũng biết được nặng nhẹ, nàng ta không thể nào mạnh miệng khoác lác, cho nên hẳn đều là sự thật. Tuy nàng ta nói có thể giữ được 4 người, nhưng đó cũng đã là năng lực phi thường rồi.
Mai tỷ lập tức nhìn thoáng qua Thiên Hồ, vậy thì vất vả rồi, Thiên Hồ tỷ tỷ. Nên làm, ta và Vân Tử có giao tình sinh tử, nói là người một nhà cũng không quá đáng, ha ha ha, Thiên Hồ cười quyến rũ. Nụ cười của nàng ta, dù Mai tỷ là nữ cũng có chút không chịu nổi. Nhưng lời của Thiên Hồ khiến nàng ấy cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng bây giờ Dương Bách Xuyên đang chiến đấu, Mai tỷ cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu rồi lại nhìn về phía năm người Vạn Linh chân nhân, chú ý nhất cử nhất động của bọn họ. Cùng lúc đó, năm người Vạn Linh chân nhân ở đối diện cũng đang quan sát mấy người Mai tỷ. Hùng Bạch đã nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng ra tay, nghĩ nghĩ rồi nói với Vạn Linh chân nhân, Vạn Linh đạo huynh, tiểu cô nương kia chính là thần cầm Phượng Hoàng, ngọn lửa vô cùng khủng khiếp, lát nữa nếu ra tay phải cực kỳ cẩn thận. Cái gì, ngươi có chắc đó là thần cầm Phượng Hoàng không? Lúc này Vạn Linh chân nhân còn chưa nói gì, tán tiên của Bách Luyện Sơn Trang đã lên tiếng trước. Mấy người khác cũng nhìn về phía Hùng Bạch. Thần cầm Phượng Hoàng có nghĩa là gì, các tán tiên này đều biết. Bọn họ đều là tán tiên cấp 5, tiếp theo sẽ độ tán tiên thiên kiếp cấp 6, tán tiên thiên kiếp cấp 6 đáng sợ đến mức nào bọn họ đều biết. Dùng cửu tử nhất sinh để hình dung cũng không quá. Nhưng nếu có thần thú thần cầm để tu luyện, độ tán tiên thiên kiếp cấp 6, cơ hội sẽ lớn hơn. Nhưng thần thú thần cầm đều đã biến mất từ lâu, cho dù còn tồn tại, phần lớn đều đã trưởng thành, bọn họ không thể chọc vào. Nhưng thần thú thần cầm con thì lại hoàn toàn khác. Cho nên Hùng Bạch vừa nói là thần cầm Phượng Hoàng, mấy người đều có chút đỏ mắt, chăm chú nhìn Hùng Bạch. Thực ra tiểu Phượng Hoàng có phải thần cầm Phượng Hoàng chân chính hay không, Hùng Bạch cũng không dám xác định, bởi vì hắn ta chưa từng gặp qua Phượng Hoàng chân chính. Nhưng nghĩ lại trước đó tiểu Phượng Hoàng đã giết hàng vạn người lùn sau khi biến thân, cùng với ngọn lửa màu tím khủng bố kia, Hùng Bạch nghĩ 8-9 phần là Phượng Hoàng. Thấy ánh mắt rực lửa của mấy người Vạn Linh chân nhân, Hùng Bạch cắn răng nói. Thật ra ta cũng chưa nhìn thấy Phượng Hoàng thực sự bao giờ, nhưng biến thân và ngọn lửa của tiểu cô nương kia giống hệt với thần cầm Phượng Hoàng trong truyền thuyết, nên phải có 8-9 phần là Phượng Hoàng, dù không phải thì cũng là hậu duệ có huyết mạch cực cao của Phượng Hoàng. Vạn Linh chân nhân nói với ánh mắt sáng rực, thử xem là biết thật hay giả mà. Ông ta vừa nói xong đã xông vào chiến trường. Những người khác thấy vậy, trong lòng mắng thầm Vạn Linh chân nhân gian xảo rồi cũng đồng loạt tấn công. Dĩ nhiên mục tiêu lúc này của bọn họ không phải Dương Bách Xuyên trong đó mà là Tiểu Phượng Hoàng. Suy cho cùng những người này gây chuyện với Dương Bách Xuyên, muốn bắt lấy hắn cũng chỉ vì tranh công ở trước mặt các vị lão tổ tán tiên, và lần tranh công này là để có thể lấy được vài thứ có ích giúp bọn họ vượt qua thiên kiếp tán tiên từ trong tay lão tổ, đây là bản chất. Bây giờ lại có một con Phượng Hoàng ngay trước mặt, đây chính là thành phẩm linh dược có thể giúp bọn họ vượt qua thiên kiếp tán tiên. Lúc này kẻ nào cũng quan tâm đến lợi ích của bản thân, dĩ nhiên không thể kiềm chế dã tâm của mình mà bắt đầu ra tay với Tiểu Phượng Hoàng. Dĩ nhiên chỉ có Hùng Bạch không hành động, trước đây hắn ta đã từng chứng kiến sức mạnh lửa tím khủng khiếp của Tiểu Phượng Hoàng, nếu vẫn chưa nắm chắc, hắn ta sẽ không ra tay. Huống chi Hùng Bạch biết bây giờ có nhóm người Vạn Linh chân nhân ra tay, hắn ta cũng không nhúng tay vào được, còn không bằng đứng tại chỗ chờ cơ hội xuất hiện rồi hành động cũng không muộn. So với việc đối phó với Tiểu Phượng Hoàng, hiện giờ Hùng Bạch để ý Dương Bách Xuyên trong chiến trường hơn. Sau khi nhóm người Vạn Linh chân nhân nhào tới tấn công, Mai tỷ ở phía bên kia nói với giọng điệu trầm thấp, giết. Vừa dứt lời, nàng ấy và Tiểu Phượng Hoàng, Thiên Hồ, kể cả Trồn Con lập tức xông tới đối đầu với nhóm Vạn Linh chân nhân. Giờ đây trận chiến đầu tiên giữa Dương Bách Xuyên và tán tiên của Thiên Kiếm Sơn đã cuối cùng cũng đã nổ ra. Những chuyện này nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tất cả mọi thứ đều diễn ra chỉ trong chớp mắt. Dương Bách Xuyên và tán tiên Thiên Kiếm Sơn rút thanh kiếm của mình ra, bộc phát sức mạnh trong tiếng nổ rầm vang. Sức mạnh to lớn của kiếm khi khuấy động gió cắt tại nơi đó, cây cỏ trong vòng 100 mét xung quanh hai người đều bị đứt gãy. Sau một chiêu kiếm, cả hai đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào đối phương. Khóe miệng Dương Bách Xuyên khẽ nhếch lên, trong đòn tấn công cứng trọi cứng này. Đòn kiếm của hắn mạnh hơn rất nhiều so với đối phương, bởi vì hắn nhìn thấy bàn tay cầm kiếm của kẻ đó đang run rẩy. Hắn không dùng hết sức đánh ra chiêu này mà chỉ thúc đẩy năng lượng chân nguyên của hắn, điều này cho thấy sức mạnh chân nguyên của hắn mạnh hơn đối phương rất nhiều. Dương Bách Xuyên có căn cơ của kim đan thập toàn thập mỹ, sau khi tu luyện đến cấp bậc này mới dần dần bộc lộ ra. Lão già từng nói với hắn, căn cơ kim đan thập toàn thập mỹ cấp bậc thập chuyển của hắn càng tu luyện nhiều sẽ càng trở nên rõ ràng hơn. Tình huống hiện giờ chính là lời giải thích rõ ràng nhất.
hắn thầm nghĩ nếu mình dùng đến sức mạnh căn nguyên nước trong cơ thể chắc chắn có thể giết chết đối phương chỉ trong một chiêu. Suy cho cùng đối phương chỉ là tán tiên ngũ chuyển, ngay cả cấp bậc lục chuyển hắn cũng từng xử lý, huống chi là một tán tiên ngũ chuyển. Sau đòn tấn công này, Dương Bách Xuyên cũng nhìn thấy những tán tiên còn lại bắt đầu hành động, vốn dĩ hắn nghĩ rằng những tên kia đều nhào về phía mình. Nào ngờ bọn họ lại xông đến nhóm người Mai Tỷ, hơn nữa hắn có thể thấy được các tán tiên kia đều nhắm vào Tiểu Phượng Hoàng thông qua ánh mắt của họ. Trong lòng Dương Bách Xuyên lập tức hiểu rõ, mấy tên khốn kiếp này đến đây vì Tiểu Phượng Hoàng, nàng ấy là chim thần, chính là lô đỉnh tu luyện tốt nhất đối với các tán tiên, là linh dược giúp bọn họ độ kiếp. Vừa nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên đã nổi giận. Mấy tên khốn kiếp này, thân là tán tiên cao quý, xem ra cũng chẳng khác gì những người ở thánh địa tu chân giới, đều là một đám ngụy quân tử. Quả nhiên đều truyền thừa tính vô sỉ như nhau. Dám có ý đồ với Tiểu Phượng Hoàng à, vậy phải hỏi kiếm trong tay hắn có đồng ý không đã. Ở tu chân giới, ta có thể tiêu diệt đồng môn của các ngươi, phá hủy thánh địa của các ngươi, vậy cũng có thể làm vậy ở đảo tán tiên. Khi thấy những tên tán tiên xông về phía Tiểu Phượng Hoàng, Mai Tỷ và Thiên Hồ, Chồn Con cũng bắt đầu tấn công. Dương Bách Xuyên sợ bọn họ chịu thiệt nên lập tức xoay chuyển thanh kiếm đồ long trong tay, không giữ sức nữa. Sức mạnh căn nguyên nước trong cơ thể đột nhiên được thôi thúc và rót vào thanh kiếm đồ long, dung hòa với sức mạnh chân nguyên. Ngay sau đó, hắn hét lên một tiếng, căn nguyên phá không tử. Kiếm khí xanh biếc rực rỡ bộc phát từ thanh kiếm đồ long. Một luồng kiếm khí dài ba trượng đột nhiên phóng ra ngoài và bay thẳng về phía tán tiên của Thiên Kiếm Sơn. Cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên cũng phóng ra thần thức lớn mạnh điều khiển kiếm đồ long, để kiếm ý khóa chặt trên người tán tiên Thiên Kiếm Sơn, căn bản không muốn cho gã ta có bất cứ cơ hội tránh né hoặc trốn thoát nào. Lúc này sắc mặt của tán tiên Thiên Kiếm Sơn cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên, kể từ chiêu giao chiến đầu tiên với Dương Bách Xuyên, gã ta đã biết thần thông kiếm kỹ và sức mạnh của hắn mạnh hơn gã ta một bậc. Gã ta vừa chớp mắt đã thấy Dương Bách Xuyên tung ra một đòn kiếm sáng rực. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 146.